ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi đến từ Thái Nguyên. Alo. Alo ạ. Vâng. Em có câu hỏi với Hồ Thanh Thương ạ. Em có người em đã yêu nhau một năm rưỡi rồi ạ. Vâng. Em có quan hệ tình dục ạ. Nhưng mà không vừa được với em thì với cháu một người bị tự tin ạ. Vâng. Em đã đi giữ anh thì người ta bảo là cháu đi giữ anh thì có một cái thứ dịch gì đấy. Thì người ta hẹn là năm ngày sau chưa lại chưa rõ. Thì hôm qua em vừa mới chưa lại thì có thai rồi không ạ. Người ta bảo là cái chỉ là cái ớ á. Hình ảnh của cái ớ á là người ta bảo là em chọn một tuần sau quay lại ạ. Nhưng thử thử cơ thể chắc là có thai rạch. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn giúp bạn. Vâng ạ. Xin mời chị Hoàng Thúy Hải. Chào em. Vâng, em chào chị ạ. Bây giờ thì điều em muốn hỏi các chị là gì? Cho em hỏi là em nghe nói là trên thị trường có loại thuốc là phá thai đối với chị. Thì em muốn hỏi là em chưa biết rõ về loại thuốc là thế nào ạ. Em hỏi là em uống thì có tác hại nhiều như thế nào và có đau dữ dội lắm không? Rồi em nghe bạn bè bảo là uống thuốc đấy sao thì rất là đau ạ. Thế giả sử như trên thị trường có cái loại thuốc đấy thì em định mua về nhà em tự uống à? Ở nơi mà em tự âm ạ thì các bác bảo là các bác sĩ bảo là nếu có thì tốt nhất là uống thuốc phá thai ạ. Nhưng mà em cũng không biết rõ là thuốc đấy như thế nào ạ. Và các bác sĩ hẹn là một tuần sau quay lại, nhưng mà em tò mò em muốn biết là thuốc đấy có những tác hại gì ạ. Chị xin lỗi, chị hỏi là em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 22 tuổi ạ. À thế à. Em hiện nay em đang đi học hay đi làm rồi em? Em chị em đang đi học ạ. Bạn trai em thì đang làm gì em? Bạn đang làm trong bệnh viện ạ. Bạn trai em đang làm trong bệnh viện á? Vâng ạ. À thế à. Anh ấy là bác sĩ à? Dạ không ạ. Thế khi có thai như thế này thì hai bạn có bàn bạc gì với nhau không? Anh bảo nếu mà có thì cưới, nhưng mà bây giờ em đang học thì em không thể cưới rồi ạ. Chị rất hy vọng là lần này mình để xảy ra cái trường hợp có thai ngoài ý muốn thế này thôi, còn sau này thì em phải trang bị thêm nữa về các kiến thức về sức khỏe sinh sản em nhé. Đặc biệt là các cái biện pháp phòng tránh thai để mình sẽ không bị xảy ra những cái chuyện đáng tiếc như thế này nữa. Cho dù mình có đình chỉ thai nghén bằng bất cứ biện pháp nào, ví dụ như là dùng thuốc để phá thai hoặc là hút điều hòa kinh nguyệt vân vân, thì đều ảnh hưởng đến sức khỏe của em, kể cả về mặt thể chất cũng như là về mặt tinh thần em ạ. Trong trường hợp của em thì hiện nay là em đang có thai ở những cái tuần tuổi nó còn rất là sớm. Ở những cái tuần tuổi này thì hiện nay là cái túi thai nó đã nằm ở trong tử cung rồi. Thì ở cái giai đoạn sớm như thế này, người ta có thể sử dụng hai biện pháp, một là dùng thuốc cũng được và hai là hút điều hòa kinh nguyệt. Cái nào nó cũng có cái mặt tốt và cái mặt không tốt của nó. Tuy nhiên cả hai biện pháp đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của em nhé. Nếu như mình dùng biện pháp phá thai bằng thuốc thì mình không phải cần sự can thiệp các dụng cụ. Thế nhưng mà khi đặt thuốc như vậy thì tử cung nó cũng phải co bóp để nó tấn cái thai này ra ngoài. Và trong một số trường hợp nó cũng thất bại, chứ không phải tất cả các trường hợp đều có kết quả 100%. Đấy. Thế và khi tử cung đã co bóp để tống cái thai ra ngoài thì chắc chắn là nó sẽ đau rồi, nó không phải là như là bình thường em ạ. Thế còn một cái biện pháp khác đấy là hút điều hòa kinh nguyệt thì người ta phải dùng đến dụng cụ y tế, tức là người ta phải có một cái bơm chân không để người ta sau đó người ta đặt sỏ bịt rồi vân vân, và người ta làm và người ta hút cái thai đấy ra ngoài. Thì cái tác dụng của nó là nó có thể sạch và nó hút được hết tất cả cái thai đấy ra ngoài, kể cả rau nữa. Thế nhưng mà nó cũng có cái phần xác của nó là nếu như mình làm không phải ở cơ sở y tế, nó cũng gây tác dụng phụ cho em, nó cũng có thể gây ảnh hưởng đến tử cung, hoặc là đến nếu không đảm bảo vô trùng vân vân, nó cũng có thể gây rất nhiều những cái ảnh hưởng đến cho em nhá. Bây giờ thì mình không phải băn khoăn lựa chọn là cái gì nữa, mà bây giờ mình phải đến đúng cái chỗ trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản ấy của tỉnh cũng được nhá. Đến đấy thì là các bác sĩ người ta sẽ hướng dẫn cho em hai cái đấy, hai biện pháp đấy để em có thể quyết định lựa chọn, nhưng mà phải phụ thuộc vào cái tình trạng của cái tụ thai, phụ thuộc vào sức khỏe của em thì mình sẽ lựa chọn những cái biện pháp nó phù hợp.
Hãy yên tâm là khi đến trung tâm như vậy thì hỏi bác sĩ thật kỹ về các cái biện pháp vệ sinh cũng như là nâng cao thể trạng và kể cả cái vệ sinh về tình dục nữa thì ở đấy người ta sẽ tư vấn cho em rất là kỹ nhé. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Alo. Alo. Xin chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Vâng, trước kia em có yêu một bạn. Thì trong khi yêu bạn đó bị tai nạn đúng không? Vâng. Rất cần tình cảm của em đến với bạn ấy, chăm sóc bạn ấy để bạn ấy vui. Vâng. Nhưng bây giờ bạn ấy khỏi rồi, giờ là bạn ấy lại chia tay em. Vâng. Mà em không thể nào ngờ được là bạn ấy làm như vậy với em đâu. Thì hai bạn yêu nhau lâu chưa? Bọn em yêu nhau được 1 năm rồi ạ. 1 năm, thế cô ấy bị tai nạn có nặng lắm không? À, bạn ấy bị gãy đùi đấy ạ. Vâng. Thế và gần đây thì cô ấy nói lời chia tay và cô ấy có đưa ra lý do gì cụ thể không ạ? Nói là lý do là có một người mới đến tốt hơn em ạ. À thế ạ. À, ừ. Em nghĩ em mới nói là thế là tình cảm của anh từ trước đến giờ là cũng chỉ là bị em lừa dối đúng không cô? Em bảo đúng. Chắc là hiện nay bạn cũng đang rất là khó xử và bối rối đúng không? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Vâng, xin mời anh ạ. À, chào em. Chào anh ạ. Không biết là trước đó thì em với cô đã yêu nhau rồi sau đấy cô bị gặp tai nạn và trong cái thời gian tai nạn ấy thì em chăm sóc cô ấy hết lòng hay là trước đấy chưa hề có tình yêu và tình yêu chỉ nảy sinh trong khi mà cái thời gian cô ấy bị tai nạn và em quan tâm chăm sóc cô ấy? Dạ, trước khi đó. Em rất muốn biết là cái lúc chia tay thì sự thể nó như thế nào? Mới đây cách đây 2 ngày rồi ạ. Ừ. Em có hỏi cô ấy nhưng mà không nói, viết cho em 1 lá thư. Ừ. Cô ấy bảo bây giờ anh đừng đến gặp em nữa mà đừng xuất hiện trước mặt em nữa, em xuất hiện trước mặt em làm cho em thêm ghét anh nhiều hơn. Em ơi, nhiều khi những cái lời lẽ như thế thì là lời hờn dỗi đấy, chưa chắc đã là tưởng là cô gặp thẳng là từ nay đi nhá, anh đừng đến nhà em nữa bởi vì là em đã có anh Toàn, anh Thắng, anh Dũng, anh Cường gì đấy là người yêu mới, chúng ta sắp cưới rồi chẳng hạn. Chứ còn cái viết thư xong nói những lời nghe có vẻ là giận dỗi nhiều hơn đấy. Em thử suy nghĩ xem thế này, những ngày gần đây xong có phải là em tức là khi cô ấy đã lành bệnh thì em cái sự quan tâm nó cũng bớt bớt đi một chút này, hay là cô ấy nghi ngờ, cô ấy thấy một bữa nào đó em chở một cô gái nào đó ở đâu ở đó này, hoặc là nghe tin đồn là ai đó nói rằng em lại thỉnh thoảng đi chơi có cô bạn gái này bạn gái khác. Nhiều khi các cô gái hờn ghen cũng giả vờ đòi chia tay và nghe có vẻ nặng nề lắm, nhưng mà thật ra nếu chàng trai nào mà rút lui bỏ chạy ngay hoặc là buồn thì lại hơi thiệt thòi và lãng phí. Thế thì chủ động gặp cô và thử xem là sự thật nó là thế nào. Nếu mẹ nói rằng là này anh mà còn đến gặp em là em ghét anh lắm nhá, cái câu ghét lắm nhá có khi lại là em còn đang rất yêu anh nhưng mà sao đợt này anh hứng hờ với em như thế. Chứ tất nhiên cũng có những trường hợp mà đột xuất cô gái gặp được một người nào đó rất là hấp dẫn và người ta nảy sinh tình yêu, nhưng mà cái sự chia tay nó sẽ khác thôi chứ nó không giống như là của cô ấy làm với em đâu. Em từ hôm mà nhận cái thư rồi em sẽ im lặng hay là gặp cô hay là sang nhà chơi hay như thế nào chưa? Em chưa sang, em có điện thoại nhắn tin nhưng cô ta không bắt máy ạ. Rồi người ta đang dỗi mà lại còn ngồi đi nhắn tin nữa thì chết. Em biết nhà cô ấy chứ hả? Cũng gần trong cùng thôn luôn ạ. Cùng thôn luôn. Thế à, trước đấy thì có hay sang chơi không? Có, em trước khi chia tay em có 2 tối em bận em không sang được chơi nữa cô. Ồ. Đấy. Thế thì em đã tạo ra thành một thói quen là cứ ngày nào cũng tới chơi hoặc là cách một ngày tới chơi một ngày. Bây giờ tự nhiên nó hững hụt như thế, người ta chỉ có nghi rằng em lại đi làng khác tìm cô gái khác. Thế là người ta dỗi. Thế thì bây giờ mình phải giải tỏa cái nghi ngờ của người ta, phải tăng cường đi lại hơn. Thậm chí có bị người ta sưng xỉa mặt mày thì mình cũng vẫn cứ phải cố gắng mà làm lành. Trong tình yêu nó phải có lúc dỗi, lúc hờn, lúc giả vờ, chia tay, bỏ chạy rồi đuổi bắt. Thế nó mới thú vị em ạ. Sự nhiệt tình của mình ấy, nó sẽ làm mềm lòng dần cô ấy, cô sẽ tạo cho em cơ hội nhé. Vâng, cảm ơn anh nhé. Ừ, chúc em vui vẻ nhé. Tiếp tục chương trình chúng ta cùng trò chuyện với một bạn trẻ đến từ Hải Phòng. Alo, chào bạn trẻ đến từ Hải Phòng. Alo ạ. Vâng, chào bạn, tôi nghe đây ạ. Cho em hỏi, bây giờ em có vợ rồi. Vâng.
mà giờ bác làm thì này chót yêu một người bạn gái ngày trước em yêu trước mà. Vâng. À, bây giờ là em rất khó xử là nói chung là cũng không muốn bỏ vợ mà cũng không muốn mất người yêu. Vâng. Xin trình cho em một lời khuyên. À, tức là trước khi bạn lập gia đình thì bạn đã có cái thời gian là yêu với cô bạn gái cũ đấy rồi đúng không? Vâng. Vâng, thế sau khi lập gia đình thì bây giờ bạn lại quay lại với cái cô bạn gái đấy đúng không ạ? Vâng. Vâng. À, thế tình cảm tiến triển mức độ nào rồi? Bọn em thì chưa vượt qua giới hạn gì ạ. Vâng. Vợ của bạn có biết chuyện này không? Thì bọn em đi làm xa, vợ không biết gì. À, thế, vâng. À, bọn em làm xa ở gần chờ cùng chỗ nhau mà. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. À, xin mời anh ạ. Ờ, chào em. À. Nói chung là rất nhiều người mong muốn là có vợ, lại có thêm người yêu, chứ không phải chỉ một mình em như thế. Tuy nhiên ở đời cái mong muốn và cái có nên làm không lại là hai chuyện khác nhau đúng không? Lòng và cũng như là một xung cả thôi, cũng chẳng phải là một cái gì đó. Nhưng mà mình cứ phải cân nhắc những cái vượt cách mất. Rồi thì bây giờ ví dụ như cái trường hợp là mình và cô người yêu thì đang ở gần nhau đúng không? Còn vợ thì lại ở tận quê. Thế thì mình thấy xa vợ lại có cô người yêu mà cô nhiệt tình, thế thì nhiều khi cũng không kiềm chế được. Đi chơi với nhau, bù đắp tình cảm cho nhau, kể ra thì cũng vui. Nhưng mà quá đà một tí, ngộ nhỡ cô ấy làm sao chẳng hạn. Rồi mình cũng ân hận. Rồi một miệng thì kín, chín miệng thì hở. Chẳng may đến tai bà vợ, bà vợ ở nhà nổi giận lên, ghen tuông đùng đùng. Thế là mình thì mất tập trung và làm ăn, phải lo giải quyết việc nhà. Ở ngoài này thì cô người yêu giận dỗi. Thế là mình trở thành đứng giữa hai làn đạn, chết như chơi, đúng không? Vâng. Ừ, cho nên nhiều lúc không tham được. Vẫn biết là thích đấy, nhưng mà cũng phải biết cân nhắc lựa chọn. Mình nghĩ về cho mình nghĩ, phải nghĩ cho cái cô người yêu, cho cái cô bạn gái hiện nay đấy. Phụ nữ con gái khi mà vướng vào tình cảm nhiều khi yếu đuối mềm lòng. Nếu mà mình cũng mềm lòng yếu đuối nữa thì rồi hai cái yếu quyện vào với nhau, rồi sau đấy cô ấy sẽ khổ. Thế thì gần gũi cũng được, làm anh em cũng được, có thể chia sẻ hỗ trợ những lúc khó khăn, thỉnh thoảng đi chơi uống nước vân vân. Nhưng mà phải có khoảng cách nhất định, giữ là giữ cho cô ấy. Và mình cũng phải nói cho cô ấy rằng là anh cũng rất là yêu em, thương em, nhưng mà thôi thì cứ đổ cho duyên số đi, là chúng ta không thành đôi và em cũng có cơ hội khác. Anh không muốn làm em sẽ khổ vì anh, đúng không? Thế chứ còn thì cứ ngồi mà nghĩ rằng là làm sao mà vợ thì ở xa không biết, mình ở đây tranh thủ làm tí chẳng hạn, hay là có thêm tí tình yêu nữa, một tí tình mối quan hệ nữa để cho cuộc sống nó vui vẻ. Thì ai cũng ước thế, nhưng mà rồi vui vẻ được một tí sau đấy ân hận, hoặc là cái khó khăn hay là thì giải quyết hậu quả dài lâu, thì cân nhắc giữa hai cái đó thì lại không đáng, đúng không? Bạn gái em bây giờ là bạn cứ quyết tâm về đi dị với chồng, sống cùng với em. Cô lại còn có chồng nữa rồi ha, đúng không? Thế thì lại càng phải cảnh giác. Nếu như mà người phụ nữ đang có chồng, xong rồi là mình lại làm sao đấy để người ta lại còn hấp dẫn đến mức độ người ta về sẵn sàng bỏ chồng để mà đến với mình mà. Rồi không khéo mình còn bị vạ lây, còn bị vướng pháp luật, thậm chí án mạng xảy ra nữa đấy. Chứ nên đừng đùa với những cái thứ, các cái mối quan hệ mà gọi là trai có vợ, gái có chồng. Người ta bảo rồi có cái đòn ghen là kinh khủng lắm, đúng không? Cẩn thận để giữ gìn tính mạng của mình, duy trì các mối quan hệ xã hội. Mình còn rất nhiều việc để làm, chứ không phải một người đàn ông sinh ra chỉ mỗi cái trò là để yêu nhá. Vâng, cảm ơn Linh Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Hy vọng là bạn sẽ có những quyết định đúng đắn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc gọi tiếp theo đến từ Bình Dương. Alo, chào bạn trẻ đến từ Bình Dương. Alo, chị ạ, chị ơi cho em gặp bác chị cái chị. Vâng, thế câu chuyện của bạn là gì thế? Dạ, em bị gầy cú ạ. Vì lý do như thế nào? Bạn bị... Dạ, em trèo cây á, rồi trịch xuống rồi hắn bị gầy ạ. Thế hiện nay thì tình trạng như thế nào rồi? Dạ, cũng bình thường ạ, em đi mổ rồi ạ. À, đã đến bệnh viện để mổ rồi ạ. Dạ. Vâng, thế còn sau khi mổ thì thấy như thế nào? Thì anh cũng bình thường, có lúc hình lên có lúc cũng không ạ. Mà sinh lý thì ra bình thường em hỏi là
sau này em lại có vợ có thể có con được không ạ? Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng, chuyên gia của chương trình sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin chào chị ạ. Ơi chị chào em. Dạ, em chào chị. Em ngã cây và theo như em nói là bị gãy bộ phận dương vật đúng không? Dạ. Ừ, thế thì em nói thế thì cũng biết vậy thôi. Nói là gãy nhưng mà nó còn tổn thương như thế nào? Đấy, về cái niệu đạo thì nó ra làm sao này? Nếu như đứt niệu đạo thì người ta có thể nối, đúng không nào? Vân vân. Thế thì, và cái tổn thương của nó, ví dụ như là còn ở bìu không này, rồi là còn ở tinh hoàn, có bị làm sao không? Thì em thấy thế nào? Đi khám. Dạ, thì em cũng đi khám rồi mà họ bảo là em đề xuất mà em mà bị gãy đó là đến tầm khoảng 2-3 ngày nữa là sau này không có con mà em lại đi bị gãy. Trời ơi, em lên bệnh mụn liền. Anh kể đây là anh lại nằm bên trên quả tinh da nó khoảng 2-3 phân chìa. Đấy, thế cho nên là nó rất là khó để mà nói xem là chính xác là tổn thương nó ở đâu nhá. Thế còn bây giờ em lo lắng cái gì? Em lo lắng về sau này có vợ rồi có thể sinh con được không thôi. Liệu có con được không, đúng không? Thế thì cái việc có con ấy, tức là nó do cái cơ quan sản xuất tinh trùng nhá, nó quyết định đấy là hai cái tinh hoàn ấy. Thế nếu mà hai tinh hoàn sản xuất tinh trùng và tinh hoàn trong cái tai nạn vừa rồi là nó không bị ảnh hưởng gì cả, có nghĩa là cái nhà máy sản xuất tinh trùng đấy nó vẫn hoạt động bình thường nhá. Bình thường là đủ số lượng này, rồi chất lượng tinh trùng nó tốt này, vân vân. Thế thì cái nhà máy đấy thì là tốt rồi. Thế nhưng mà để cái nhà máy đấy sản xuất tinh trùng xong lại phải vận chuyển để đi ra ngoài, đúng không nào? Vậy thì cái con đường vận chuyển ấy là gì? Nó có bị tổn thương không? Như em nói là bị gãy thì chị có thể nghĩ rằng là nó có cái nó có thể bị ảnh hưởng ở ống dẫn tinh này, rồi là ở niệu đạo này. Thế và nếu mà người ta nối và nó phục hồi lại hoàn toàn, nó không bị tắc, thế và tinh trùng hay là tinh dịch nó vẫn cứ ra được, phải không nào? Thì nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy, thế còn nếu như mà cũng là nối nhưng mà rồi là nó không thành công, ví dụ như là nó lại bị tắc ở cái đoạn nối đấy, thì rồi tinh trùng nó cũng nhà máy thì sản xuất được nhưng không vận chuyển được ra ngoài hay là sang đến bà vợ, đúng không nào, thì nó cũng ảnh hưởng. Vậy để mà khẳng định được rằng là nó có như thế nào ảnh hưởng không thì phải đi khám. Tuy nhiên là sơ bộ em cũng có thể tự lượng giá được là ví dụ như em có, tức là cái chức năng của dương vật ấy nó có cương cứng không. Thông thường buổi sáng ra ấy, hoặc là khi mà có kích thích tình dục thì nó sẽ cương cứng và nó sẽ xuất tinh, đúng không nào? Thế thì em có thấy là cái tình trạng hoạt động của cơ quan sinh sản mình nó như vậy không? Dạ, thế chị đôi lúc thì ngồi kề với con gái mà mình mà thích người con gái nào đó thì hắn lại lên. Còn không nữa thì ngồi kề con gái nào đó mà mình mà trong người không có cảm giác thì với cô ấy mà lên. Thế thì bình thường. Dạ. Có xuất tinh không? Dạ, có. Thế thì có thể hiểu được rằng là cái đường giao thông đấy, tức là cái đường để cho tinh dịch nó đi ra là hoàn toàn thông nhá. Và nghe như em nói thì sơ bộ như vậy là cũng không ảnh hưởng cái tai nạn của em, và sau khi phẫu thuật thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái chuyện mà sinh con đẻ cái sau này. Tuy nhiên rằng là lại còn phải xem cái anh nhà máy, tức là hai cái tinh hoàn ấy, nó sản xuất ra cái đội ngũ tinh trùng nó như thế nào, có đông không, có đủ không, rồi là có khỏe không nhá. Thì đấy lại là một vấn đề chuyên khoa rất là sâu, mà có người không bị tai nạn mà rồi cũng lại không có khả năng sinh con là vì bị tổn thương ngay ở cái chỗ ở tinh hoàn ấy nhờ. Thế để muốn biết như thế nào thì cẩn thận ra thì em cũng có thể đến một cái cơ quan sản phụ khoa nữa đấy mà chuyên ngành, thì em xét nghiệm cái làm cái tinh dịch đồ ấy, thì em sẽ biết được rằng là cái chất lượng tinh trùng, số lượng tinh trùng nó ra làm sao nhá, thì nó mới khẳng định được nhờ. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Vũ Minh Phượng ạ. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Chúc bạn gặp nhiều may mắn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc gọi tiếp theo đến từ Lạng Sơn. Alo, chào bạn trẻ đến từ Lạng Sơn. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì thế? Vâng, câu hỏi của em là
Bây giờ thì em đã 21 tuổi rồi mà em là bị khuyết tật ấy. Nhiễm vòng, em bị nhiễm cái đầu da cam và em không đi lại được. Nhưng mà bây giờ 21 tuổi rồi mà em vẫn chưa có người để yêu cũng như là để lấy vợ. Bởi vì là em ở tỉnh miền núi và không không như là các bạn trẻ là từ 19 đến 20 là có vợ và có người yêu rồi bây giờ. Bởi vì là ở địa bàn em lại không có người để tương xứng cũng như là phù hợp với em. Bây giờ em là rất mặc cảm muốn chia ra đường và em muốn chương trình tư vấn xem là phải giữ cái tâm lý của mình như thế nào. Vâng, trước tiên tôi xin chia sẻ những cái khó khăn mà bạn đang gặp phải. Tức là bạn đã bao giờ được đến trường học chưa? Vâng, và em vẫn đi học bình thường. Vẫn đi học bình thường, tức là đi thì bạn tự đi được gì ạ? Vâng, em đi xe lăn. Đi xe lăn, vâng. Thế chắc chắn là đi học thì có nhiều bạn bè đúng không? Dạ vâng. Vâng, anh Đinh Đoàn chuyên gia tâm lý của chương trình sẽ có những lời chia sẻ với bạn nhé. Vâng, xin mời anh ạ. Ờ, chào em. Em trai ạ. Ừ, em hiện nay thì em nghỉ học rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, em có làm gì không? Dạ vâng, bây giờ em ở nhà thôi. Dạ. Ừ. Em có tham gia được công việc gì không? Tức là nôm na cuộc sống của mình có bị phụ thuộc quá nhiều không? Dạ vâng, cũng bình thường rồi. Dạ. Tất cả mọi người đều rất là thương và quan tâm đến mình đúng không? Dạ vâng. Và cái điều mong muốn nhất của em hiện nay là mình cũng có một cái gia đình riêng của mình. Dạ vâng. Chứ không chỉ trông cậy vào cái sự cưu mang hay giúp đỡ của những người thân nữa, mặc dù cái đó thì rất là quan trọng đúng không? Vâng ạ. Từ trước giờ em đã gặp một ai đó hay là chưa có cơ hội, hay là em có rất nhiều cơ hội nhưng mà em không dám đến với ai, hoặc là cũng không ai chủ động đến với mình? Vâng, không có ai chủ động đến với em cả, bởi vì là những người đều là những người lành lặn cả, không có những người để, như em nói từ đầu là không có những người để tương xứng với mình, cũng như là có một cái người cũng sức khỏe cũng tàn tật hoặc là cái gì đó để mình hai cho em có thể gặp nhau. Vâng, bởi vì ở đây là toàn là những người lành lặn cả. Trước hết là phải nói thế này, không phải rằng là theo em nói là tìm người tương xứng không nghĩa là cứ một anh khiếm khuyết cái này thì cũng phải tìm một cô khiếm khuyết đúng như thế, hoặc là có một hoàn cảnh tương tự thì mới gọi là chia sẻ với nhau được đâu. Rất nhiều đôi vợ chồng, một người thì có những cái khó khăn nhất định, còn người kia hoàn toàn bình thường. Vấn đề không phải là đấy, mà cơ bản là em chưa có cơ hội, chưa được gặp gỡ và cũng chưa có ai nhiều người biết đến em. Tất nhiên những người ở xung quanh này có thể không ai nảy sinh tình cảm, nhưng mà không có nghĩa là trên đời này không còn ai có thể nghĩ đến mình. Thế thì cửa sổ tình yêu có thể làm cái nhịp cầu nối cho em với lại tất cả các bạn trẻ chưa có gia đình, chưa có người yêu ở trên toàn đất nước. Em hãy đọc cái số điện thoại của mình đi, và tất cả các bạn nghe đài, các bạn trẻ nào muốn được chia sẻ, được tâm sự hay làm quen với này, em thì người ta có thể gọi điện trực tiếp với em. Dạ vâng, em là 0986 971 815. Rồi. Hy vọng rằng là sẽ có các bạn trẻ sẽ gọi điện với em. Có thể là không phải là tìm đến tình yêu, không phải là sẽ mong muốn làm vợ, nhưng mà mong muốn được chia sẻ với em. Và cũng biết đâu được chăng hàng triệu thính giả nghe đài sẽ có một người cảm động và mong muốn là được gắn bó chia sẻ với em. Tuy nhiên thì cũng xin nói thêm rằng là bạn nãy em có nói là em bị nhiễm chất độc da cam đúng không? Vâng ạ. Nếu như mà thực sự là bị chất độc da cam rồi thì em cũng phải biết một chút thế này. Nếu như có một người phụ nữ, một người con gái nào yêu thương em này, sau này gắn bó thành vợ thành chồng, thì mình phải đi tư vấn để xác định xem có nên sinh con hay không nhé. Dạ vâng. Ừ, cái điều đó là mình phải cân nhắc. Và cũng lại phải nói trước cả với cái người nào mà nó họ sẵn sàng là gắn bó với mình rằng là rất có thể chúng ta sẽ không nên sinh con nếu như mà bác sĩ sẽ có những lời như thế, để cho họ chuẩn bị hết tinh thần rằng là mọi khó khăn như thế họ cũng vẫn chấp nhận được, thì lúc đấy cái mối quan hệ nó bền vững mà đỡ làm mình bị tổn thương đau khổ. Thế còn rất có thể một ai đó sẽ thương tình gắn bó với mình, nhưng mà người ta hy vọng rằng là sẽ có đứa con làm niềm vui, sẽ là thế nào thế kia rồi vân vân, mà nếu không lỡ ra nó lại cũng lại gặp một cái trắc trở nào đó thì cái gánh nặng sẽ được nhân đôi lên đúng không nhé. Vâng, cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình, chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và trong tình yêu.
chúng ta sẽ tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hưng Yên. Alo, chào bạn trẻ đến từ Hưng Yên. Dạ, em là chị ạ. Chị ơi, chị cho em gặp bác sĩ nhỉ? Vâng, trước tiên bạn có thể trình bày câu hỏi của mình đi. Tức là bọn em thì trước đây vợ em ấy. Vâng. Thì cũng đã yêu một người yêu cũ rồi. Vâng. Bọn em thì cũng mới cưới nhau hôm 25 Tết vừa rồi đấy. Vâng. Thì bây giờ nói chung là cũng có thai hơn 2 tháng rồi thì vâng. Vợ em ấy thì trước đây thì cũng đã mới phá thai cái hôm đầu tháng 12 rồi, em điều tra ra mà. Thế tức là trước khi kết hôn với bạn thì đã phá thai rồi, vâng. Phá thai với người yêu cũ rồi. Vâng. Thế thì bây giờ ta bảo là nếu có muốn có thai thì phải nghỉ ngơi khoảng tầm độ một nửa năm sau mới lên có thai trở lại. Vâng. Em lo cho có cái thai của bé bây giờ đang mang ở trong bụng, lo là sợ cái ảnh hưởng cái thai, ví dụ sau này bị đẻ lon ấy, vì vợ em thì cũng ít tuổi mà. Hôm nay mới có 18 tuổi rồi. Bác sĩ Vũ Minh Phượng, chuyên gia của chương trình sẽ chia sẻ với bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Dạ vâng ạ. Khoảng thời gian phá thai cho đến khi mà cưới là bao nhiêu lâu? Khoảng 2 tháng 10 ngày ạ. 2 tháng 10 ngày. Vâng. Sau phá thai thì lại là thì bây giờ lại có thai đúng không? Vâng ạ. Thế và em cũng đã biết rất là rõ nên là sau khi phá thai thì khoảng 5 tháng sau thì mới nên có thai đúng không? Vâng ạ. Bởi vì người ta chọn vào cái thời điểm đấy thì cái dạ con này, niêm mạc dạ con này của người vợ ấy vâng nó hoàn toàn bình phục. Thế nếu mà nó chưa bình phục trở lại thì đầu tiên là sức khỏe của mẹ vừa mới yếu qua một cái đợt nạo thai ấy, vâng, nay lại có thai thì sức khỏe nó sẽ suy sụp xuống. Vâng. Cái thứ hai nữa là khi mà cái dạ con nó chưa phục hồi lại, vâng, thì rất là có nguy cơ mà đẻ non ấy, vâng, là bởi vì cái thai đó nó khó động nhá. Vâng. Thế và xa xôi hơn nữa thì cũng có thể là ảnh hưởng đến cái việc nuôi con, cung cấp dinh dưỡng cho đứa con ấy. Vâng. Trong trường hợp của em thì mình mới được một nửa thời gian. Vâng. Để theo như cái lời khuyên lý tưởng của bác sĩ. Vâng. Đúng không? Rất là may là cái trường hợp mà như của em là bây giờ con lại được hơn 2 tháng, có nghĩa là gần qua cái giai đoạn gọi là 3 tháng đầu là 3 tháng dễ xảy thai đi rồi. Thế bây giờ chỉ ngại rằng là con có thể nhé, vâng, sẽ yếu và không được nuôi dưỡng để mà cho con cái thai nó thật là khỏe mạnh ấy. Vâng. Em là bây giờ em lo là ví dụ như là sợ đẻ lon hoặc là vâng, đẻ lon hoặc là kiểu đẻ nó ra nó bị dị hình ấy. Dị dạng thì vâng, cái điều đấy là khó, dị dạng nó còn có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường, bởi nhiễm bệnh, rồi bởi các cái thuốc dùng. Thế còn đẻ non thì nó lại phụ thuộc vào cái chế độ dinh dưỡng của vợ em bây giờ. Dạ, vâng. Tức là có thai rồi, vâng, bây giờ bồi dưỡng vào, nghỉ ngơi hợp lý, vâng, thì cái thai nó sẽ mẹ khỏe thì cái thai nó cũng sẽ được dinh dưỡng khỏe, vâng, nhé. Và cái tình cảm của hai vợ chồng thôi thì chuyện đã qua thì cho qua, và bây giờ bắt đầu tập trung chăm sóc vào đứa bé, kể cả về tinh thần lẫn cái chế độ ăn uống ấy thì nó cũng sẽ khắc phục được. Còn vâng, hơn rằng là gần như là mình cũng khó có đường tiến, thế không nhẽ bỏ à? Vâng. Bỏ thì đến bao giờ mới lại có lại, vâng, đúng không? Vâng. Và lại có những cái nguy cơ gì nữa nó sẽ đến, vâng, đúng không? Vâng, vâng. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phương ạ. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Chúc hai bạn hạnh phúc. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ Cần Thơ. Alo, chào bạn trẻ đến từ Cần Thơ. Dạ, em có quen anh kia được 2 tháng rồi chị. Vâng. Rồi em có nhắn tin rồi qua lại, anh cũng khuyên em ăn ủi em thì em ngỏ lời với anh trước. Vâng. Rồi một thời gian sau, có khoảng 2-3 ngày nay thì em nhắn tin em thử lòng anh, em nói em buông xuôi hết tất cả công việc của em. Vâng. Rồi anh có khuyên em là nếu như mà em làm như vậy thì tôi nhắc em đừng nhắn tin cho anh nữa, anh không có bạn gái như vậy, em phải cố gắng vượt qua. Vâng. Thế hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Tình cờ quen qua điện thoại hay chuyện gì, chúng em có gặp mặt nhau. Bạn trai của bạn có thường hay chủ động để gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho bạn không? Dạ có chị. Vâng.
Và gần đây thì anh em có vẻ tỏ như không hài lòng lắm đúng không? Dạ, từ hôm mà em nói như vậy, anh nhắn lại như vậy, em có trả lại tin nhắn lại rồi. Không là anh không có liên lạc với em nữa. À, thế ạ, vâng. À, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Vâng, xin mời anh. Ừ, chào em. Dạ, anh chào anh. Ừ, em năm nay mười mấy tuổi? Dạ, em 21 ạ. Ừ, còn anh ấy thì chững chạc chưa? Dạ, anh ấy 26 rồi. Ừ, em có biết nhà cửa, quê quán hay nơi làm việc, nơi ở của anh hay là chỉ quen qua điện thoại, sau đấy thì hẹn gặp nhau ở quán cà phê và cứ từ trước giờ thì liên lạc toàn qua điện thoại thôi? Em biết chỗ của anh làm trong quân đội á. Ừ. Rồi em có lên tới đó em biết chỗ nhưng mà quê của anh thì em chưa biết. Ừ, thật ra mới quen có 2 tháng và thông tin về nhau cũng chưa biết nhiều lắm đúng không? Kể cả nhà ở đâu và có vợ chưa, có khi mình cũng chưa nắm được. Anh thì nói là chắc là nói là chưa đúng không? Ờ, thế cho nên là mình cũng chưa đặt cái hy vọng gì rất lớn vào mối quan hệ này. Thật ra thì hai bạn ấy chưa thực sự là bạn thân nữa cơ, đúng không? Bạn thân người ta phải biết về nhau nhiều lắm, buồn vui chia sẻ. Còn đây là mới quen. Thế và trong lúc mà mới quen này thì bao giờ người ta cũng phải thể hiện những cái tốt đẹp nhất ở bản thân mình ra để cho người kia cảm thấy rằng là mình xứng đáng để được quý mến, xứng đáng để được yêu thương. Thế mà chưa chiêu thì mình đã dọa anh ấy rằng là thử anh rằng là mình buông xuôi tất cả. Em buông xuôi công việc tại vì em nói với anh em có làm công việc của em á. Ừ. Nè bây giờ nó không thầm nữa thì em bỏ hết rồi. Ừ. Thế đấy, mình cái hình dung này, bây giờ có một anh chàng này mới quen được một cô gái này, đang hy vọng là cô ấy trông cũng dễ thương này, nói năng nhẹ nhàng này, định rằng là một thời gian nữa thì tìm hiểu thêm, xong rồi tỏ tình, rồi đưa về gia đình. Bây giờ này cô ấy toàn đi bảo buông xuôi, hóa ra cô này chả có ý chí gì cả. Xong rồi anh lại còn nghĩ là hay là vì mình quen cô ấy mà khiến cho cô ấy, bây giờ cô ấy lại xáo động về mặt tình cảm, nên buông xuôi tất cả. Thế cho nên là có khi là khiến anh ấy lo sợ đấy. Bây giờ thì em mong muốn điều gì? Em vẫn nên tiếp tục liên lạc với anh ấy nữa không vậy? Em có muốn có một người bạn và tìm hiểu sâu hơn về cái người bạn này không? Dạ em muốn. Thế thì mình hãy chủ động gọi điện thì anh không nghe nữa, mà mình phải biết cơ quan làm rồi sẽ đến chỗ đó để hẹn rằng em rất là muốn mời anh đi uống cà phê và nói chuyện. Thế và mình cũng nói thẳng rồi, hôm nọ em trêu, em đùa. Thế thì để thanh minh rằng mình không phải là một người con gái mà dễ dàng buông xuôi tất cả, mình cũng có suy nghĩ, có công ăn việc làm, có sự nghiệp đàng hoàng đúng không? Thế dạ. Rồi là sau đấy thì duy trì cái sự đi lại và quan tâm đến nhau, đặc biệt là đừng có thử thách cái chuyện gì cả, bởi vì tình cảm thì chỉ có thể thử bằng tình cảm thôi. Chứ còn cứ có người bịa chuyện này, có người dựng chuyện khác lên để thử xem người ta có quý mình đến mức nào hay yêu mình đến mức nào á, nhiều người là rồi cái chuyện thử nó lại phản lại chính bản thân mình ấy nhá. Yeah. Vâng, cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình, chúc bạn gặp nhiều may mắn. Chúng ta tiếp tục chương trình bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ Tuyên Quang. Alo, chào bạn trẻ đến từ Tuyên Quang. Chào chị ạ. Câu hỏi của bạn là gì thế? Em có quan hệ bạn gái em, nhưng mà em lần này em quan hệ bị sinh sớm. Vâng, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em 24 ạ. Thế còn bạn gái của bạn? Gái em 22. Thế cái chuyện quan hệ thì có thường xuyên xảy ra trong một tuần không? Em thì chỉ những ngày nghỉ cuối tuần em gặp nhau ạ. Ừ, và thấy bạn thì thấy biểu hiện là xuất tinh sớm đúng không? Vâng ạ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ có những lời tư vấn dành cho bạn nhé. Xin mời chị ạ. Ôi, chị chào em. Chị ạ. Cái khái niệm mà em nói là xuất tinh sớm là như thế nào? Nó biểu hiện rõ chị ạ. Từ khi em quan hệ với bạn em mới tiếp xúc với bạn em. Em nhịp được 3 đến 4 lần thôi thì nó đã xuất tinh rồi ạ. À, tức là cái khoảng thời gian mà tạo hưng phấn, tạo ham muốn rồi là kích thích thì mình không tính đúng không? Vâng. Nhưng mà đến khi bắt đầu là dương vật cương cứng và mình chỉ nhịp được độ khoảng 3-4 nhịp thì đã xuất tinh rồi gì? Vâng, nhanh lắm, chỉ được
khoảng tầm hơn một phút thì để nó diện. À thế à, nó khoảng hơn một phút, tức là mình cũng chẳng cân đong đo đếm được chính xác là giờ bao nhiêu nhỉ? Thế là bản thân em thì chắc là khi mà em được như thế thì em cũng cảm thấy là thỏa mãn rồi đúng không? Thấy nó nhanh quá nhỉ? Ừ, nhanh đấy, cái nhanh nó làm phiền ai? Phiền em hay là phiền bạn gái? Thực ra là một cái cuộc quan hệ tình dục ấy, người ta tính từ cái lúc mà bắt đầu là tạo ham muốn cho nhau này, rồi kích thích này, rồi là đến cái giai đoạn gọi là cao trào, nó lên cao độ ấy, đúng không? Như em ấy, thì cái cao độ ấy, người ta nói rằng là xuất tinh sớm, cái giai đoạn đấy nó ngắn lắm. Nếu như mà khẳng định anh xuất tinh sớm mà mang tính chất bệnh lý, nếu như chỉ dưới 2 phút, nhá, thì mới là xuất tinh sớm. Thế còn thì cái khái niệm sớm muộn nó phụ thuộc nhiều vào cái gọi là sự hòa hợp giữa hai người. Em xuất tinh như thế nhưng mà em cũng vẫn thỏa mãn này. Có thể là em mong muốn dài hơn thôi nhưng mà em vẫn đạt được khoái cảm này. Em có thể đi khám, em ở Tuyên Quang nhỉ? Thì khám cái này ở Tuyên Quang này, em có biết là ở đâu nó có chuyên khám về nam học không? Không ạ. Ừ, thì không có. Thế nếu không thì em phải lên Hà Nội thôi. Thì nó sẽ có cái chuyên khoa mà nó chuyên về nam học. Tuy nhiên rằng là trong thời gian mà em chưa đi khám được thì em có thể thử xem bằng cái cách là làm thế nào để bạn gái thỏa mãn. Thì em kéo dài cái thời gian hai cái giai đoạn đầu đi. Thế nếu như mà em lại có cái cách làm thế nào để em làm cho bạn nữ đi nhanh hơn, hoặc là em đi chậm hơn để hai người cùng gặp nhau ở cái điểm cao trào ấy. Tuy nhiên rằng là em quan hệ ở cái trong cái tình trạng là hai bạn chưa có gia đình, thế và lại ở cái tuổi rất là hăng hái ấy, sung sức ấy nhá. Thế và cái hoàn cảnh của các em khi mà quan hệ không biết là nó có được thoải mái không, hay là ở trong cái hoàn cảnh mà phải nhanh, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sự mà xuất tinh sớm của em. Ngoài cái chuyện mà em lo đến xuất tinh sớm vì hai em còn chưa xây dựng gia đình mà, thì cũng phải nhớ đến những cái chuyện khác, ví dụ như là phòng tránh thai này, hay phòng tránh các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nhá. Cảm ơn chị ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Cô Minh Phượng ạ. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Alo, chào bạn trẻ đến từ Bắc Giang. Chào chị ạ. Chị ơi, cho em hỏi câu chuyện là em với cả một cô bạn là đi làm với nhau thì quen nhau thì quen như vậy là cũng người cùng làm. Cô này thì xin em một đứa con. Thế thì em mới biết làm sao đối với lắm. Thế rồi chồng cô ấy là không có con. Thì em mới bảo là cô ấy thì đi kiếm một đứa con mà nuôi. Thế là cô ấy cũng nhầm với em. Cô ấy bảo em với đâm với em không biết làm nào em đối với khác. Vâng, hai bạn là người cùng làng và cô ấy đã cũng có chồng rồi và cũng sinh sống tại làng đấy luôn đúng không? Và cùng xóm luôn ấy, mà cô ấy là kiểu như là chị dâu cùng họ thôi, không gần. Cô ấy bảo là nếu cho cô một đứa con thì sống để bụng chết năng đi, cô không nói ai, em tập sợ lộ thôi. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em 31. Bạn đã lập gia đình chưa? Em lập rồi, em có hai con trai ạ. À thế ạ, vâng, và bạn đang rất băn khoăn không biết là có nên cho cô ấy không đúng không? Vâng. Xin cho tâm lý nhân đoàn sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Xin mời anh. Vâng. Chào em. Vâng, em chào anh ạ. Ở trong lòng có lúc nào nảy sinh ý nghĩ hay là cho đi? Vâng, em nghĩ thế, coi như vậy là cũng bảo là cho có kết quả cái là mình thôi. Nếu mà lần sau mà ấy thì ấy, nhưng mà bây em không muốn cho mà lại cũng kiểu như sợ vợ, sợ con, sợ dân làng hàng xóm. Ừ, biết sợ là tốt. Thật ra thế này này, cái chuyện quan hệ với một người phụ nữ để cho họ một lần cơ hội để có đứa con thì thật dễ, ai cũng có thể làm được nếu như mà được đề nghị yêu cầu. Tuy nhiên sinh ra một con người, một đứa con nó không đơn giản như là một cái cuộc giao hợp với đâu. Em đã nghĩ xa là đúng rồi đấy, nhưng mà sống để dạ chết mang theo làm sao được, một miệng thì chín, chín miệng thì hở. Đứa con sinh ra đời nó sẽ băn khoăn bố nó là ai, rồi ra đời đẻ ra một cái trông giống em như đúc, cả làng đồn ầm nên là thằng này nó cho. Thế rồi là nhiều rắc rối là em đã nhìn thấy, chắc là cũng đã có những cái chứng kiến nhất định rồi.
rất nhiều hoàn cảnh phụ nữ khi gặp khó khăn này, hiếm muộn này, người ta phải không đủ điều kiện để đi mà làm cái thụ tinh nhân tạo thì họ cũng đi tự kiếm. Nhưng thường thường chuyện này nó rất tế nhị, nó rất kín đáo. Thường họ sẽ kiếm ở đâu đó thật xa và sau đấy thì sẽ không bao giờ duy trì một mối quan hệ nào nữa thì mới bảo đảm được cái cuộc sống mà tạm yên ổn về sau này. Chứ còn thì ở trong làng với nhau ra vào gặp nhau xong rồi là sẽ có lúc sẽ nói với con chị rằng là cái ông kia là bố con đấy. Thế rồi đám trẻ nhà em nó lớn lên, nó nghe những lời này lời khác, bắt đầu nó tìm, nó nhận nhau rồi vân vân, nó sẽ xáo trộn. Không phải một đời mà hai đời chưa giải quyết hết hậu quả đâu em ạ. Vâng, nhưng mà cô cứ hay hỏi em lắm, hay hỏi về vấn đề đến lắm mà cô không đi làm gì cả. Ừ, nếu như em có thể thì cũng mình tư vấn cho cô ấy rằng là cái chuyện một là đi thụ tinh nhân tạo, hiện nay tới bệnh viện người ta hoàn toàn làm rất là tốt cho mà là đảm bảo an toàn mà cũng không phiền phức gì về sau. Thế chỉ có điều rằng là mình tư vấn hướng dẫn chỉ bảo con đường đi nhưng mình không tham gia vào cái vụ là cho cô ấy xin đứa con, đúng không? Vâng. Vâng, cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn ạ. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi đến từ Bắc Giang. Alo. Alo, anh đợi chị. Vâng. Có câu hỏi một tình cảm mà hỏi chị. Vâng, bạn có thể trình bày câu hỏi của mình. Em quen một người hơn em 3 tuổi ạ. Vừa em có tình cảm cô ấy, cô ấy bảo là không thích lấy chồng kém tuổi mình. Bây giờ chị cho em được khuyên là làm nào để thuyết phục cô ấy. Vâng, cũng vẫn rất là yêu cô ấy mặc dù là cô ấy đã có lời như thế đúng không? Vâng. Chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi của chương trình sẽ tư vấn giúp bạn. Xin mời chị ạ. Vâng, chị chào em. Dạ chị ạ. Ừ, em ơi, em có thể nói cụ thể hơn là em năm nay bao nhiêu tuổi được không? Em năm nay 18 ạ. À, em 18 tuổi, vẫn còn rất là trẻ nhỉ. Và quen một cô 21 tuổi. Em đi làm chưa? Hay là... Em đi làm rồi ạ. À, em đi làm rồi. Đi làm được lâu chưa? Em làm được hơn 15 rồi. Quen cô này được lâu chưa em? Cô người đấy cũng làm cùng với công ty em ạ. À, cũng làm cùng với công ty em. Cũng mới làm được nửa năm. À, mới làm được nửa năm. Và em rất là muốn thuyết phục người ta. Mặc dù là người ta hơn mình 3 tuổi, đúng không? Vâng. Ừ. Em có biết là vì sao cô ta lại không muốn lấy người ít tuổi hơn mình không? Em không biết rồi. À thế hả? Em không biết rồi. Ừ. Theo cái quan sát của mình ý, thì em thấy những người xung quanh em ý, thì thường thường là người nam giới người ta sẽ lấy vợ ít tuổi hơn hay là bằng tuổi hay là nhiều tuổi hơn họ? Người ta lấy vợ ít tuổi hơn ạ. À, người ta lấy vợ ít tuổi hơn. Em có biết vì sao không? Không biết được. À, cũng không biết được à? Ừ, dạ. Quan trọng chỉ là vì mình yêu người ta thôi, đúng không? Và mình rất là muốn lấy người ta làm vợ. Ừ, một tình cảm rất là đẹp em ạ, đúng không? Từ chuyện có tình cảm như thế đến việc người ta có thể nhận lời yêu nhau hay không, rồi có thể tiến đến hôn nhân hay không, thì chắc chắn sẽ còn cần phải có được một cái quãng thời gian tìm hiểu để hiểu nhau hơn. Thế rồi bản thân mỗi một người đấy cũng có một cái sự trưởng thành về mặt tâm lý, về mặt xã hội. Ở em thì có thể thấy là em đã có một cái sự trưởng thành về mặt cơ thể, về mặt sinh lý. Tức là mình đã có những cái dung cảm giới tính và những cái dung cảm trước người khác giới. Thế nhưng mà những cái hiểu biết nhiều hơn về sức khỏe sinh sản này phần nào thì nó cũng chưa được đủ lắm đúng không? Thì chị nghĩ là như này này, có lẽ em sẽ đọc thêm những cái quyển sách đi, được không? Đọc thêm về sách báo này. Và trong trường hợp này đấy thì em hỏi cụ thể cái cô gái đấy xem là thế thì hơn với kém thì có vấn đề gì đâu, để xem là cô trả lời xem cụ thể là tại sao mà người ta lại muốn lấy một người bằng hoặc là hơn tuổi người ta, người ta không muốn lấy người kém hơn nhé. Thế còn trước hết thì mình cứ có một cái tình cảm tốt đẹp với cô gái này đấy, chị nghĩ là phải có thời gian em ạ. Nhá, có thời gian, nếu như mà em vẫn còn rất quý cô đấy, bây giờ mình hãy dừng lại mức là tình bạn hả. Thế nhưng cũng có khi là sau độ khoảng mấy tháng hoặc một năm nữa thì em mới lại nhận ra rằng là hóa ra là đấy mới là một cái tình cảm ban đầu thôi, mà mình lại có một cái định hướng khác thì sao. Nhá, em vẫn còn rất là trẻ em ạ, em có 18 tuổi, nên là tình cảm của em thì rất là tốt, chị rất là trân trọng cái tình cảm ấy. Nhưng nếu mà em cứ muốn là ngay lập tức cô ta phải nhận lời thì chắc là sẽ khó, nó phải có thời gian để em
hoặc là em sẽ thuyết phục được cô ta bằng một cái bản lĩnh của một người đàn ông thật sự chín chắn và là một chỗ chỗ dựa về mặt tinh thần cho cô gái này, hoặc là em sẽ thay đổi ý định nhé, được không? Chị chào em. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi đến từ Vĩnh Phúc. Alo. Alo, em chỉ hỏi đơn giản là nghe người ta nói là phụ nữ sau khi sinh thì là được 2 tháng sau mới quan hệ được với nhau đúng không chị? Bạn gì? Bạn mới sinh con đúng không? Không, em hỏi cho bạn em đấy ạ. À, tức là hỏi cho hộ bạn thôi đúng không? Dạ. Được. Cô bạn của bạn mới sinh con và cô ấy muốn biết một số thông tin, một số kiến thức là sau khi sinh con thì khi nào có thể quan hệ tình dục một cách an toàn, đúng không? Dạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn giúp bạn. Dạ. Chị chào em. Chị chào em. Bạn đâu sao không gọi điện cho các chị lại phải nhờ mình gọi chứ? Bạn em bấm lại mà không bấm gọi ạ. Dạ. Thực ra cái câu hỏi của em nó cũng cũng là những cái thắc mắc mà rất nhiều bạn trẻ khi mà mới sinh con, đặc biệt là sinh con lần đầu á, thì cũng rất quan tâm tới cái vấn đề đấy đấy. Bởi vì là cái việc mà mình sau khi mình sinh em bé thì cái thời gian như thế nào để quan hệ như chị Huyền nói với em rồi, tức là vừa đảm bảo an toàn mà lại đảm bảo được sức khỏe nhưng vẫn giữ gìn được hạnh phúc gia đình, thì cái đấy là cái mà mình phải rất là quan tâm. Thế cái việc mà mình sau khi sinh thời gian bao nhiêu lâu thì có thể quan hệ được thì nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái trạng thái sức khỏe chung của cô ấy nhé. Cái thứ hai là nó phụ thuộc cả vào tinh thần nữa. Một số trong một số trường hợp thì ngay sau khi mới sinh con thì thường là người phụ nữ thường rất là mệt mỏi á. Vì người ta vừa trải qua một cái cuộc sinh nở như vậy, lượng máu nó mất như vậy thì cần phải có một cái thời gian để nó hồi phục lại sức khỏe đã. Thế và đặc biệt là trong những cái tháng đầu ấy thì nuôi con ở trong những tháng đầu rất là vất vả. Kể cả người mẹ có đẻ thường không phải khâu vá gì thì đêm cũng phải dậy rất nhiều lần để cho con bú và rồi thay tã cho em bé vân vân. Tất cả những cái đó thì đòi hỏi phải có sự giúp đỡ hỗ trợ của người chồng. Chứ không thì người mẹ rất là mệt mỏi trong những cái tháng đầu tiên. Thường thường thì các bác sĩ khuyên là sau khi sinh nếu như mà cơ thể hoàn toàn khỏe, không có vấn đề gì thì có thể sau từ 6 đến 8 tuần em ạ, là có thể có quan hệ tình dục được rồi. Với điều kiện như chị nói thì là cơ thể của mẹ phải rất là khỏe mạnh. Tuy nhiên trong giai đoạn này thì vẫn cần là phải có áp dụng các cái biện pháp tránh thai. Bởi vì là có một số trường hợp ấy, thì có một số phụ nữ là có những người chỉ cần sau khi đẻ một tháng là người ta đã có thể có hành kinh rồi. Thế và khi có hành kinh, có những người người ta có cái lượng máu ít cho nên là thậm chí người ta còn không nghĩ đấy là hành kinh. Nhưng thực ra là đã có một cái chu kỳ kinh nguyệt mới, tức là có thể có trứng đó rụng. Và nếu như mình mà quan hệ tình dục trong những giai đoạn này mà mình chưa không có các biện pháp phòng tránh thai thì có thể có khả năng lại có thai trở lại. Và khi mà có thai trở lại sớm sau khi mình mới sinh như thế thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe nhá. Thế nhá, chị chào em. Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi đến chương trình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. À vâng ạ, em chào chị ạ. Em có một cái chuyện tình cảm nó đang rất là khó, không biết là anh nhờ chị có thể tư vấn hộ em được không ạ? Vâng. Vâng ạ, em yêu một bạn được hơn 2 năm rồi nhưng bọn em chưa làm chuyện đấy. Gần đây thì cô bạn ấy cứ của em đi nhà nghỉ mà em thì đang học năm thứ 3 nên em không muốn chuyện này xảy ra. Vì thật ra thì em có một cô bạn gái khác cũng thích, học cùng lớp thích, thì cái người yêu cũ của em lại sợ là em lại có tình cảm với người bạn mới. Lần mà em đi sinh nhật về thì cô cứ rủ em vào nhà nghỉ, em không vào thì cũng nghĩ là em không yêu cô được. Cô bảo nếu mà mình không yêu nhau thì em chia tay. Em giải thích là sẽ đi ngủ đi nghỉ rồi nó xảy ra cái chuyện gì nó không hay, thì cô bảo nếu như thế không yêu nhau thì chia tay. Vâng. Em không biết là phải giải thích như thế nào, em giờ chỉ có thể giúp em được không ạ? Vâng. Vấn đề của bạn thì chuyên gia tâm lý học chị Nguyễn Thị Mùi sẽ có lời khuyên cho bạn. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Vâng, em chào chị.
tức là theo như như em nói thì chị hiểu là hiện nay tình cảm của em với cô đấy vẫn về phía em là vẫn rất là tốt đẹp đúng không? Về phía em là em vẫn yêu cô đấy. Vâng ạ. Ừ. Nhưng chị lại có nghe thì em nói là có một cái cô nào đó cũng thích em đúng không? Vâng ạ, học cùng một lớp. Ừ, học cùng một lớp. Thế em thì em tình cảm của em với cái cô bạn mới này như thế nào? Bạn mới thì bọn em chỉ học cùng lớp, có tình cảm thì là tình cảm học cùng, nó nhiều cái lúc nhau trong chuyện học tập thôi, cũng không có chuyện tình yêu. Ừ. Còn trong tới việc mà cô người yêu em ý, của em đi nhà nghỉ thì em về em nghĩ là con gái như thế thì có thể là hơi quá một chút, có phải không chị? À thế này em ạ, trong một cái bối cảnh hiện nay khi mà có thể nói là quan niệm của khá nhiều bạn trai và bạn gái về vấn đề quan hệ tình dục nó đã có thể nói là không quá khép kín như trước nữa, mà thì các bạn nghĩ rằng là yêu tức là trao gửi cho nhau tất cả, không còn một cái giới hạn nào nữa mới là yêu đấy. Ở đây là muốn thử xem là cái tình yêu của em đối với cô ta như thế nào, bởi vì trong nhiều trường hợp là các bạn nam rất muốn các bạn gái chứng minh là có yêu mình hay không thông qua cái việc là có quan hệ với nhau hay không. Em hình dung không? Vâng. Thế cho nên là nếu em nói là con gái như thế thì có vẻ như quá, thì như thế tức là mình đã đặt hình như là nam thì có quyền và nữ thì không có quyền, đúng không nào? Ở đây đã tồn tại, chị xin lỗi, là một sự bất bình đẳng giới rồi đấy. Tại sao nam thì cứ muốn con gái chứng minh là em có yêu anh không bằng cách là em phải đồng ý cho anh quan hệ, mà nữ thì lại không thể yêu cầu nam chứng minh là anh có yêu em không, nếu anh yêu em thì anh có quan hệ với em, phải không? Vâng. Nhưng thôi, nó thật ra nó cũng là một cái quan niệm rất là từ xưa rồi. Người ta cho rằng là nữ thì thụ động này, nam thì chủ động này, vân vân và vân vân. Nhưng chị nghĩ có lẽ cái đấy không phải là cái cơ bản trong chuyện của em đâu. Cái cơ bản nhất chính là sự lo lắng của cô gái ấy với việc em đang có một người bạn mới. Và trong trường hợp này có lẽ chính em mới là người trả lời được là hiện nay em đang yêu ai. Nhá, xin chào em. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Vâng, cho em nói em. Em và cô ấy quen nhau được 2 năm rồi. Vâng. Và cô ấy đã yêu em. Vâng. Nhưng mà em mới chỉ gặp cô ấy được 2 lần thôi. Bây giờ em không biết tình cảm của ấy dành cho em là thật hay thành đùa. Yêu nhau em... mấy năm bạn nhỉ? 2 năm. 2 năm bạn nhỉ? Yêu 2 năm mà chỉ có 2 lần gặp mặt thôi á? Vâng ạ. Hai bạn ở xa nhau à? Cô ấy ở quê còn em ở Đắk Lắk ạ. À. Em và gia đình cô ấy đã biết nhau từ lúc nhỏ rồi anh ạ. Vâng. Thì hồi nhỏ là bố mẹ em và gia đình cô ấy là bạn hàng xóm của nhau anh. À thế hả? Sau một thời gian thì từ năm 97 thì gia đình em chuyển ở Đắk Lắk sống. À. Cô ấy ở ngoài quê. Quê là ở đâu vậy bạn? Quê Bắc Hồ ở Nghệ An ạ. À quê ở Nghệ An. Vâng. Cái khoảng cách đường xá cũng không mấy thuận lợi cho lắm để thường xuyên gặp gỡ đúng không nào? Vâng, đúng là cái khoảng cách địa lý cũng khiến cho người ta nhiều khi không hiểu rõ về nhau. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Ừ, chào em. Vâng, chào anh ạ. Ừ, em ơi, tức là mới gặp 2 lần ở trong cái năm 2009 này thôi hả? Vâng, em về quê, thăm quê sau 12 năm xa cách thì là em tới vừa rồi em và gia đình em đã về. Ừ, thế vâng còn ạ, thì ạ. Hồi em tỏ tình là cũng tỏ tình trên điện thoại, trên thư thôi hả? Vâng ạ, em tỏ tình lúc khi có gặp đi học mà cô ấy đã nghỉ yêu em. Là em biết cô ấy yêu em thật sự, nhưng mà thời gian này cô ấy đã nghỉ học rồi, cô ấy đi làm rồi, nhưng mà em cảm thấy cô ấy hình như vẫn còn một nửa yêu em, hơn nửa còn nghi ngờ. Anh mà là cô ấy thì anh cũng nghi ngờ về phía em. Chả biết anh có yêu mình không, đấy hồi anh về quê anh chơi thì anh có sang chơi, anh nói là yêu, thế nhưng mà rồi chả thấy anh làm gì. Không phải là không làm gì anh ạ. Không, là... không làm gì tức là cũng không làm nhiều thứ để mà phát triển lên. Bây giờ ta học xong, người ta đi làm rồi. Con gái người ta chẳng lẽ lại cứ chủ động quá mức thì cũng ngại. Mà mình là con trai mà mình, bây giờ mình cứ ngồi mình lo. Giá mà thế này, em gọi điện này, em viết thư này nhiều và xong rồi em vạch ra kế hoạch, chứ không phải là còn chỉ có là nghi ngờ là còn yêu hay không. Hình như anh cảm thấy em yêu anh một nửa, còn một nửa để ở đâu chẳng hạn. Thì cô sẽ rất là tự ái. Cô ấy đã trượt 12. Ừ. Cô ấy đã đi làm ở trong Bình Dương anh ạ, ở gần em lắm. Lại mà... còn thế nữa thì lại còn quá tốt. Nhưng mà bây giờ em thấy không muốn gặp,
xong ấy tình cảm nó không được như trước nên em cũng cô ấy đang vào đây rồi nhưng em cũng ngại lắm, không dám gặp cô ấy. Em ơi, em cứ ngồi đây em đón già đón non, cứ ngồi đấy mà lo lắng là không biết thế nọ thế kia. Cô ấy của 3 năm trước khác với của cô ấy bây giờ. Ngày trước là một cô học sinh chỉ có chăm lo học hành và thỉnh thoảng viết thư cho người yêu. Còn bây giờ thì cuộc sống nó mở ra rất nhiều thứ. Người ta bận đi làm rồi các mối quan hệ nó cũng rộng hơn. Ngoài em ra người ta cũng có thể có 2-3 người bạn trai, 4-5-7 người bạn gái. Rồi người ta sẽ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để mà lo toan cho cuộc sống sau này. Cho nên tư tưởng nó không phải như là của một cô học trò. Thì lúc này là lúc mà mình cần phải thể hiện nó mạnh mẽ hơn. Chứ mà mình cứ thế, nếu như thực sự mà em không gặp nữa thì chắc là mối quan hệ này nó cũng cứ nhỏ dần đi rồi đến lúc nó chết. Cố gắng hơn lên nhé. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn. Xin chào bạn. Hy vọng bạn sẽ có một tình yêu thật đẹp. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Em xin hỏi anh là chương trình cho anh tư vấn cho em một chút về vấn đề sinh sinh lý của em ạ. Vâng, bạn hãy nói cụ thể hơn đi. Em nói là năm 16 tuổi em có bắt đầu hiện tượng dậy thì ở đầu vú phải em thì ở đầu vú trái thì bắt đầu nổ là sưng lên. Vâng. Sưng trong vòng trong 1.5 năm thì là hết. Đến tận năm 20 tuổi thì em bắt đầu mới có hiện tượng mỏng sinh. Đến năm 23 tuổi thì đầu vú phải em có hiện tượng sưng lên nữa. Vâng. Và cho đến bây giờ là em năm 26 tuổi một cái nó cũng phải em quá trình kéo dài gần 3 năm nay rồi mà vẫn chưa hết ạ. Vâng. Mà cho nên em thường rất hay xảy ra hiện tượng mộng tinh, cho nên em rất xin là mệt mỏi và rất là hoang mang, và tại sao cơ thể mình lại phát triển không đều đặn thế mà không hiểu được nguyên nhân gì, cho nên em cảm thấy rằng không rất là hoang mang, không biết là tại sao. Cái vấn đề dương vật của em ấy thì nó nhỏ quá đấy. Dương vật nó nhỏ so với ai hay là so với bản thân mình thấy nhỏ thì nhỏ. Em cảm thấy bản thân mình và em so với đôi chân em cũng có thấy một số bạn bè cùng trang lứa với em rằng em khác hẳn người ta. Bây giờ thì bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ xem cái hiện tượng đó có bình thường hay không nhé. Dạ vâng. Chị chào em. Dạ vâng. Cái điều lo lắng nhất của em bây giờ là em cảm tưởng như là cái quá trình dậy thì của mình nó kéo quá dài đúng không? Dạ, vâng. Mà em căn cứ vào cái hai đầu ti ấy, nó phát triển không đều. Dạ, vâng. Và lúc bên trái trước xong rồi mới đến bên phải ấy, đúng không? Dạ, vâng. Và căn cứ vào đó và em nói rằng là cái quá trình dậy thì của em nó chưa hoàn thiện. Dạ, vâng. Có phải thế không? Dạ, vâng. Nếu mà chỉ căn cứ vào đầu ti thôi thì nó chưa, ở nam giới thì nó không phải là đặc thù. Ở đầu ti có những người nam giới nó còn không to lên cơ. Vâng. Mà cái biểu hiện mà rõ nét nhất của dậy thì ở nam giới đấy là dương vật. Dương vật nó, như em nói là 16 tuổi thì bắt đầu dậy thì, em thấy rằng là đến năm 16 tuổi thì là em đã dương vật là đã bắt đầu có sự thay đổi, đúng không? Nó thay đổi một chút mà cho đến bây giờ vẫn như vậy, không có gì nhích hơn so với ngày nó xưa. Nó không có gì nhích hơn, vâng, 16 tuổi đến 20 tuổi thì về kích thước khi bình thường thì nó không nhích hơn đâu, mà nó thay đổi chủ yếu ở cái rằng là nó có hiện tượng cương cứng dương vật hay không. Nó có, như thế là tốt rồi. Nhá. Thế và đến 20 tuổi thì em lại còn có cái hiện tượng gọi là mộng tinh nữa, đúng không? Cái đấy là cái quá trình người ta xem, ở nam giới người ta xem cái quá trình đó là cơ bản để theo dõi cái sự phát triển hay là cái dậy thì của mình. Cái lo lắng nữa rằng là bộ phận dương vật của mình không như các bạn thì không có ai giống ai hết đâu. Nhá. Lúc bình thường thì kích thước nó là khoảng bao nhiêu? Nó khoảng trên 10 thôi ạ. Ôi dồi, chiều dài khoảng trên 10. Ôi dồi ôi, trên 10 thì là bình thường quá hơn gì nữa. Và đến lúc cương cứng thì chắc chắn là nó phải trên 10, đúng không? Vâng, thì trước nhiều ngày, trước năm 16 tuổi và từ đây đến bây giờ vẫn chiều dài vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Em so sánh với ở đâu để mà em thấy như thế là ngắn lắm? Em tự xem đấy ạ. Em tự xem thì em phải có chuẩn nào để em so sánh chứ, nhá. Những cái mà em cứ tự ngồi để em luận này, để em suy nghĩ này, rồi để em tưởng tượng ra, và cái đó nó làm cho em mệt mỏi đấy, nhá. Em đừng nghĩ đến hai cái đầu ti là cơ quan sinh dục rất phụ ở nam giới để theo dõi cái sự trưởng thành của về mặt sinh lý của nam giới, nhá. Thế và như em nói về cái
kích thước cũng như là chức năng sinh lý ở dương vật là cái mà yếu tố chính để theo dõi cái sự phát triển của mình thì dường như là hoàn toàn bình thường, phải không? Thế và nếu như mà còn lăn tăn lo lắng nhiều quá thì hiện nay ở hiệu sách họ bán rất là nhiều sách nói về cái quá trình thay đổi sinh lý, tâm lý của các bạn nam nữ như thế nào, thì có lẽ là em mua thêm sách về đọc đi thì em sẽ bớt lo lắng và nó sẽ đỡ mệt mỏi và cơ bắp lúc đấy nó sẽ phát triển đấy nhá. Dạ, đã nghe rõ rồi chứ, chúc bạn công sức khỏe thật tốt nhé. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Chào anh Hoài, đây mình đang đứng trên hai con đường. Hai cô gái thì một cô thì mình không có một chút tình cảm nào đâu, vợ của mình là nói đã khuyên cô ấy là không yêu rồi, nhưng mà cô ấy nói là có chết cũng vẫn yêu mình. Còn một cô gái khác thì hơn mình tới 4 tuổi liền, nhưng mà mình lại rất yêu cô này, nhưng mà cô này lại bảo là tuổi tác không hợp ạ. Bây giờ mình muốn chương trình tư vấn là bây giờ mình muốn bỏ, muốn chia tay mấy cô gái mà yêu mình nhưng mà mình không yêu đấy ạ. Làm cách nào để có thể chia tay mà không làm cô đó tổn thương ạ? Tức là hiện tại thì bạn đang yêu một cô gái hơn bạn 4 tuổi đúng không, nhưng mà cô ta thì lại không yêu bạn. Trong khi đó có một cái cô gái khác thì rất là phù hợp ở lứa cùng và cùng tuổi với bạn thì lại lăn xả vào yêu bạn đúng không? Nhưng bạn lại không thèm yêu cô ta đúng không? Và bây giờ bạn đang hỏi Cửa Sổ Tình Yêu xem là làm cách nào để từ chối cái tình cảm mà cái cô gái kia dành cho bạn đúng không? Không làm cô đó tổn thương ạ. Mà lại còn không làm người ta tổn thương nữa. Thế à? Thì bây giờ anh Tinh Đoàn sẽ xem cái cách nào để không làm cái cho cái cô gái kia bị tổn thương nhá. Vâng ạ. Em ơi, em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 20 tuổi ạ. 20. Cái cô mà cứ lao vào em là bao nhiêu? Cô cũng 19 tuổi, chém em 1 tuổi ạ. Cô 19, còn cô kia 24 hả? Đúng rồi ạ. Cái cô mà cứ lao vào thì cô đã làm những việc gì rồi hả em? Bởi vì hôm nọ đấy, em đi đám cưới, thì cô đó thì cứ nào mà em và ôm hôn hết em nhưng mà trước đám đông luôn ạ. Cứ bày tỏ tình cảm trước mọi người ạ. Và em rất ngại cái vấn đề này ạ. Thế sao mà khuyên cô đó là không nên làm thế. Bởi vì em cũng có một chút tình cảm nào, mà nhà cô này thì khá giả hội hành em rất nhiều. Nên em cũng không nghĩ là không hợp mình không hợp với cô này. Rồi. Cô này ăn chơi không có chuyện, không có công việc gì cả. Chỉ có sức ăn chơi đầu tóc, nói chung là đầu dù tóc rồi. Nào cũng vòng tay khắp chân khắp tay nguồn, nhưng mà em nói thật em không thích. Thế sau cái hôm mà đi đám cưới mà cô cứ lao và cô hôn hít thì sau đấy thì có gặp lại rồi cô ấy làm gì nữa không? Em thấy không thấy cô ấy đó thay đổi gì cả. Cứ gặp ở đâu cũng cứ lao vào thế. Nói chung là do gặp ở đầu cô ấy cũng tán lại em ra để đi cùng em có hôm ở chợ cũng thế. Em đang đi chợ, có nghĩa là hôm đó là có ngay em có rồi đấy. Em đi em mua các thứ của đó cũng lúc nào và thấy em rất ngại ạ. Nói thẳng rồi, còn thì cứ gặp ở đâu là cũng bị lao, chứ còn cô không chủ động lao đến nhà mình đúng không? Chủ động có, một lần cô đó đến nhà và nói chuyện với mẹ em. Nói chung là mẹ em cũng không hợp tính cô này đâu. Mà cô đó muốn rất nhiều qua mà em rất là, có nghĩa là rất là khó xử vì em qua đến giả cô đó. Thế này này, có thể cô là người rất là yêu em và cô lại là người không biết kiềm chế, cho nên với thể hiện tình cảm một cách nó lộ liễu mà nó bột phát như thế. Chứ còn cũng cái cô này mà cô ấy khéo léo hơn, có khi chưa chắc em đã từ chối đâu đúng không? Vì đây là thấy cứ mạnh mẽ rồi lại đầu tóc nó bù dóc xuống dối, ăn chơi rồi vân vân, làm cho em không thích. Cơ bản nhất thế này, mình không ngại gì cả, mình không là người chủ động, mình không rủ dê. Ví dụ cô ấy rồi hẹn là tối nay ra gốc mít đứng tâm sự thì mình không ra, rủ ra đầu đê để mà ngồi nói chuyện thì mình cũng không đi, rủ đi uống nước mình cũng không đi. Chỉ khéo léo từ chối là có việc bận, với lại thậm chí mình cứ nói thẳng là mình có bạn gái rồi, có người yêu rồi. Em nói thẳng là em đã có bạn gái rồi, không nên quan hệ, nhưng mà cô đó bạn là của
cô đó thì dùng mọi cách mọi thủ đoạn để có thể yêu em. Em nói là em không thể yêu cô đó vì nói chung là em gia cảnh nhà em và nhà cô ấy không hợp nhau chút nào. Bỏ qua cái gia cảnh đi em ạ. Ê, mình chưa cần bàn cái chuyện thì biết rằng này, cô ấy thì cứ tuyên chiến là sẽ yêu em bằng mọi cách. Thế thì mình cũng phải có cái mạnh của mình là cô yêu, cô cứ yêu, còn tôi cứ không. Trong thời gian này mình đã cố khéo léo, mình như một cô gái yếu đuối mà cứ ra ngoài đường là có đứa nó cứ xâm hại, lạm dụng ấy mà. Thế đi đâu đấy thì đi với thêm một người bạn trai nữa đi vậy. Đề phòng là gặp cô cứ lao như thế rồi mình không làm gì được, đúng không? Thế nhưng mà cơ bản nhất thì nhắc em này, mình kiên trì, mình chỉ nói là không có tình cảm, mình đã có bạn gái rồi và không nhận lời hẹn hò gặp gỡ riêng. Còn cái việc mà chẳng may gặp ở đường hay là ở chợ hay là ở đám cưới đám ma mà cô có lao vào thì thôi chắc chẳng sao, mình cũng đừng đẩy cô mạnh quá, cô ngã đất chẳng may chấn thương sọ não nhé. Thế còn thì mình không có tình cảm, mọi người cũng nhận ra là cái cô kia là cô rất là kém ứng xử. Thế còn thì thằng này mới là cái thằng tốt đây. Mình không cây ngay, không sợ chết đứng, đừng ai nghĩ. Không ai sợ là người ta nghĩ mình là thế này thế nọ đâu. Thế còn cũng không có nghĩa rằng là từ chối cô này là phải lao ngay vào cái cô mà hơn 4 tuổi ấy. Có thể người yêu thực sự hoặc người vợ tương lai của em không phải là hai cô ấy còn đang ở phía trước đâu đó nhé. Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn anh Đi Đoàn. Hy vọng là bạn sẽ luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống và tình yêu. Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Dạ vâng, em chào anh ạ. Vâng. Anh ơi, anh có thể cho em gặp bác sĩ tư vấn sức khỏe được không ạ? Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng đang ngồi trong phòng thu sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Dạ vâng, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Chị ơi, chị cho em hỏi là em và bạn trai em có quan hệ với nhau và sau đó em có dùng thuốc tránh thai khẩn cấp ạ? Thì em có biết là trong chỉ định người ta ghi là sẽ có tác dụng phụ và không được dùng quá 4 viên trong vòng 1 tháng. Em đã dùng 2 liều ấy ạ, nghĩa là 4 viên, em cách nhau mỗi liều là 5 ngày chị ạ. Thì em có thấy tác dụng phụ là bị chảy máu, nhưng mà em chảy máu đến hôm nay là ngày thứ 5 mà em không thấy có dấu hiệu thuyên giảm. Và câu hỏi của em muốn hỏi chị đấy là cái dấu hiệu chảy máu của em như thế nó có bất thường không? Và sau này nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sinh sản của em sau này không ạ? Tức là em có dùng 2 lần thuốc tránh thai khẩn cấp à? Dạ vâng ạ. Tức là như thế này, uống một viên, sau đó 12 tiếng em lại uống một viên nữa. Dạ vâng. Đúng ạ. Không nào? Sau đó 5 ngày thì em lại dùng một liều nữa. Dạ phải vâng không? Chắc là lý do gì mà em dùng sau đó 5 ngày em lại dùng tiếp? Dạ vâng ạ, vì là em và bạn trai có quan hệ. Lại quan hệ không, nữa. Không, lại cho quan nên hệ là lúc đấy bị nhỡ ra chị ạ. Cho nên là sau cái liều thứ nhất rồi lại có quan hệ, cho nên sợ rằng là bị cái lần sau không có an toàn, cho nên là lại có thai, cho nên dùng tiếp nữa, đúng không? Như dạ vậy vâng là dùng 2 liều và rất gần nhau, cách nhau có 5 ngày nhá. Dạ vâng. Và dạ vâng, bây giờ thấy cái hiện tượng ra máu thì em cũng đọc tài liệu, tức là đọc tác dụng phụ của nó thì em cũng biết rồi, là có thể buồn nôn rồi mệt mỏi rồi đau đầu, và đặc biệt có thể em đang dính vào một trong hai cái tác dụng phụ đấy là nó bị rong huyết hoặc là kinh nguyệt bất thường nhá. Dạ vâng ạ. Cái lần này ra máu của em thì có thể là do rong huyết, tức là do chảy máu, hoặc dạ là đó là một cái chu kỳ kinh nguyệt mới nó đến. Dạ. Thế thì nó sẽ có hai giải pháp. Nếu như em cảm thấy rằng tự em sẽ theo dõi, có thể đây nó là một chu kỳ kinh nguyệt mà nó đến sớm hơn, thì sau khoảng 4-5 ngày đến 6-7 ngày nó sẽ hết dần đi. Nếu như mà kinh nguyệt nó, máu lần này nó không ra nhiều quá để mà làm cho em rất là mệt mỏi, thì em theo dõi tiếp tục nhé, xem nó có hết dần đi không. Thế còn nếu mà nó lại có xu hướng rằng là nó cứ ra nhiều dần và ra nhiều lên thì em nên đến cơ sở y tế để xem nó có phải là hiện tượng rong huyết không, thì em sẽ biết được tình trạng mà lạm dụng cái thuốc tránh thai khẩn cấp của em. Và nhớ đây là một bài học rồi, dùng 2 liều quá gần nhau cho nên cái lượng nội tiết vào cơ thể em nó rất là nhiều trong vào một thời điểm, vì vậy nó có thể gây những cái tác dụng phụ nó lớn như vậy. Và thuốc tránh thai khẩn cấp không phải là cái loại thuốc tránh thai thông thường em nhé. Bạn đã nghe rõ những lời tâm sự của bác sĩ Vũ Minh Phượng rồi chứ? Hy vọng là bạn sẽ hiểu hơn về thuốc tránh thai và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé. Vâng ạ, cảm ơn em chân thành ạ. Vâng. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Vâng ạ, em tên là Bắc ạ. Em vâng, muốn hỏi chương trình là bây giờ em đến, đầu tiên em đến tìm hiểu cô chị em bây giờ một hôm.
hôm em đến rủ cô chị thì không có tiền nhà, thì sau có vợ em nhà thì em nguyện rủ cô em đi chơi, thì sau một thời gian thì kể là có tình cảm với em, mà bây giờ em vẫn đặt cô chị thì em xin chương trình cho em một lời khuyên ạ. Tóm lại là bạn yêu cô nào? Em yêu cô chị ạ. Yêu cô chị mà cô chị không có nhà, chị lại tiện thể rủ luôn cô em đi chơi. Không ạ, hôm đấy nhân tiện là đi ăn sinh nhật của bạn cô em ạ. Thế là tóm lại bây giờ là cô em lại quay sang cũng yêu bạn chứ gì? Vâng ạ. Thế bây giờ bạn muốn điều gì? Chương trình thì em nên tiếp tục chơi với cô chị em là yêu cô em ạ. À, tức là chính bạn cũng biết là nên yêu cô chị cô em đúng không? Vâng, cô em thì em chỉ quý thôi ạ. À, anh đi đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Ôi chào em. Vâng ạ, xin chào anh. Ờ, cái việc mà em đưa cô em đi đi đâu đó, cô chị có biết ăn không? Ăn sinh nhật ạ. Ờ, đi ăn sinh nhật đấy, cô chị có biết không? Hôm đấy cô chị có ạ. Cô chị cũng biết là anh ấy đến chơi không thấy thì anh cắp luôn em mình đi. Không phải cắp. Nói chuyện cô em rủ đi ạ. Chắc là đẹp dài lắm đúng không? Hay hai chị em cùng quý đến cái chết luôn. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay 24 ạ. À thế hả? Nhà có ở gần nhau không? Cách độ 2-3 cây gì đấy ạ. À thế hả? Từ cái hôm đầu tiên mà em tới để thăm cô chị ấy, vâng, cho đến nay thì mối quan hệ của em với cô chị có tăng cường lên tí nào không? Bởi vì là bây giờ em đến cứ rủ cô chị là cô tránh mặt ạ. À, bây giờ cứ đến cô chị thì cô chị tránh mặt. Thế vâng còn ạ. Cô em có ra tiếp không? Có. Thì cô em lại ra tiếp đúng không? Vâng ạ. Em biết cô chị trước và cũng đã quen biết nhau, cũng đã có một thời gian bạn bè rồi đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thế và khi mà em định rằng là chuyển từ cái tình bạn, từ cái mối quan hệ bình thường sang tình yêu thì em mới tới nhà rồi muốn tăng cường cái sự đi lại quan tâm hơn. Vâng ạ. Thì lại xảy ra cái vụ việc là lại gặp cô em như thế. Vâng ạ. Em có nghĩ rằng là tất cả những chuyện cái hôm mà em đến gặp này rồi đi cùng với cô em đi ăn sinh nhật này vân vân, cô chị đã có chút gì đó không hài lòng không? Em nghĩ là cô em chắc cũng phải tâm sự với cô chị ạ. Chắc thì em nghĩ thì cô chị vì thế là lại tránh mặt em cũng nên ạ. Không những là tâm sự là hôm nay anh ấy đưa đến định chơi với chị nhưng mà không thấy chị, thế là tiện thể em rủ anh đi sinh nhật, thế là anh ấy đi luôn. Thế và thật ra anh ấy rất là dễ thương, có khi cô em vì quý em mà hỏi ý kiến cô chị là chị ơi anh ấy thích nhà trông dễ thương nhở, em thích anh ấy lắm chẳng hạn, rồi lại còn nhờ bà chị vun vén vào cho nữa thì chết. từ cái hôm mà đi ăn sinh nhật đến nay em có rủ thêm cô em đi chơi lần nào nữa không? Không ạ. Ừ. Chỉ có đến nhà chơi mà cô chị kiểu không tiếp em thì cô chị em ra thì em cải chuyện cùng ạ. Cô chị không tiếp thì em ngồi nói chuyện cô em vậy thôi. Vâng ạ. Ừ. Thế và cô chị thì cô ấy tuy không tiếp nhưng cô đang ở phía trong, cô ấy theo dõi đấy. Vâng ạ. Ở trên gác hoặc ở trong buồng theo dõi xem là thằng này là đến vì mục đích gì, hay nó mượn gió bẻ măng, nó tưởng nó đến với mình, cuối cùng bây giờ có vẻ lại thấy ký con em rồi, thế thì từ anh người yêu hụt giờ chuyển thành thằng em rẻ đây. Thế và có thể cô cũng rất là lăn tăn buồn. Nếu như cứ như thế này thì có thể em cũng chẳng yêu được cô chị và cũng chẳng được cô em đâu. Cô em có thể còn trẻ người non dạ rồi thấy cũng gặp cũng hấp dẫn rồi cũng thế nọ thế kia, nhưng mà sẽ khó khăn khi mà hẳn như là em không có ý định với cô chị thì thôi, chứ còn bây giờ như thế này rồi thì chắc cũng khó. Em phải rõ ràng một chút thế này này, bằng mọi cách gặp gỡ cô chị, nói chuyện với cô chị, là mà đừng có xin lỗi hay nói một cái gì đấy nó nghiêm túc quá rằng là anh xin lỗi hôm nọ anh đến gặp em nhưng không gặp, anh lại nhân tiện lại đi cùng với cô em đi sinh nhật, như thế thì tự nhiên nghĩa là trong lòng mình đã biết đấy là một cái lỗi. Mình chỉ nói là cô em ngoan nhở, dễ thương nhở, gấp mấy lần đến gặp em chẳng tới may mà lại có điều kiện ngồi nói chuyện với cô em, chứ không thì buồn chết thì được, mà sao em cứ tránh mặt anh như thế. Tức là mình luôn luôn phải khẳng định rằng là tình cảm mình dành cho cô ấy, và có đến nhà tìm gặp thì cũng là tìm gặp cô ấy. Còn cái việc mà do không gặp cô ấy thì buộc lòng phải nói chuyện với cô em và cũng nói rằng là em có cô em ngoan nhờ, làm gián điệp cho bà chị được đấy. Tức là mình cũng phải coi cô em này cũng như là một cô em.
Chứ đừng có bình luận nhận xét gì là cô em cũng xinh cũng kháu rồi cũng thế nọ thế kia là cũng chết đúng không? Và kiên quyết lần sau đến chơi mà gặp cô chị mà cô chị không ra tiếp thì xin phép ra về, không ngồi à ơi ý ơi với cô em nữa. Để cho cô chị, thực ra em phải luôn luôn nhớ rằng cô ấy dù không ra thì vẫn đang dõi theo cái mọi cái cử chỉ thái độ của em. Thì để cho thấy rằng anh ấy đến là đến với mình, nếu không gặp mình thì anh cũng về. Chứ cô em chứ không là cái gì cả. Nhớ. Một thời gian như thế để lấy lại cái niềm tin của cô chị rằng là không, anh này chả có ý gì đâu, chắc là cái con bé nhà mình nó cứ dở hơi nó nghĩ ra thế, chứ còn thì anh ấy cũng vô tâm vô tư. Mà nhiều khi thì người ta cũng nói rồi, muốn yêu cô chị phải lụy cô em cũng là cái chuyện bình thường. Lụy ở đây là mua cho nó tí quà, thỉnh thoảng cho nó đi chơi ăn kem, nhưng mà không phải là hẹn hò riêng với nó. Vâng. Nhá, phải nhớ như thế. Yêu thương quan tâm đến cô em để mà nhờ thông qua cô em để mà chinh phục cô chị, chứ không phải là cái quan tâm một cách nó như kiểu tay đôi, nghe chưa? Vâng ạ. Hy vọng rằng một thời gian nữa em thật sự khéo léo thì cô chị sẽ cải thiện cái mối quan hệ với em. Thế còn thì nếu như không được thì cũng đừng có nghĩ rằng nếu không được cô chị sẽ quay sang cô em, nếu như em xác định đấy là nghiêm túc. Vâng ạ. Vâng, xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ Quảng Ninh. Em chào chị ạ. Vâng. Em có vài câu hỏi. Em đây mới yêu một cô bạn gái. Vâng. Thế bây giờ cô bạn gái em sư đoạn cấp ấy. Vâng. Em thấy người ta đồn ấy vào sư đoạn cấp này không có con. Vâng. Em biết như thế nào đấy ạ? Các bạn yêu nhau lâu chưa? Em yêu nhau được 5 tháng rồi ạ. Yêu được nhau được 5 tháng. Và cô ta bị suy thận cấp à? Vâng. Và bạn nghe người ta đồn rằng là nếu mà bị bệnh này thì cái khả năng có con là không cao đúng không? Đúng ạ. Thế bây giờ bạn đang lo lắng à? Vâng, em đang lo lắng. 2 tháng nữa bọn em tổ chức ạ. À, 2 tháng nữa cưới à? Vâng. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình, sẽ xem cái bệnh này nó có ảnh hưởng gì không, nhiều không hay nhá. Chị chào em. Anh nhỉ, sắp sửa đến, à còn 2 tháng nữa thì bây giờ lại nghe một cái tin là suy thận cấp thì không có con đúng không? Suy thận cấp tức là nó vừa mới xảy ra và nó rất là rầm rộ. Thế cho nên là nó cũng có cái nguy hiểm của nó, nhưng mà cũng rất là may không phải là suy thận mãn. Suy thận mãn thì tức là thì quá trình chữa bệnh của nó cũng khó khăn hơn và diễn đi diễn lại nhiều lần. Thế và suy thận cấp thì lần này bạn ấy điều trị tích cực và nó khỏi hẳn, không suy thận nữa, thì chả có vấn đề gì. Hơn nữa rằng là trong y văn thì người ta mới thấy liệt kê các nguyên nhân của vô sinh ấy, tức là không có con theo vô sinh đúng không? Đấy là do rối loạn hormone này, hay là do dị dạng về cơ quan sinh dục như là ống dẫn chứng bị tắc này, rồi là niêm mạc dạ con mỏng này, rồi là tử cung có hình dạng bất thường này, hay là bị viêm nhiễm, hay là do hệ miễn dịch. Chứ còn chưa thấy liệt kê là cái suy thận cấp mà gây vô sinh nhá. Vì vậy thì khi đời đấy để cung cấp thêm thông tin cho em, và cũng cho dù rằng là có lấy hay không lấy 2 tháng nữa đúng không, nhưng trong cái thời điểm này suy thận cấp là điều trị rất cần điều trị tích cực và rất cần cái sự ủng hộ tinh thần của em, thì trước mắt là hãy để cho bạn qua cái giai đoạn cấp này đi, và nó khỏi hẳn thì thì bạn em lại trở về cái tình trạng sức khỏe như ngày đầu các em yêu nhau nhá. Bây giờ bạn đã yên tâm hơn được chưa? Chúc bạn hạnh phúc nhé. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ Hải Phòng. Em chào anh ạ. Vâng. Em bố em mất từ sớm nên là mẹ em một mình thôi, thì em rất là vất vả. Vâng. Thế nên là mẹ em có quan hệ và cặp bồ với nhiều người đàn ông. Hồi nhỏ ấy thì em cũng không để tâm lắm, bởi vì em cũng còn bé cũng chả biết phải làm sao. Nhưng mà bây giờ lớn rồi, tại vì bây giờ em sắp đến tuổi lấy chồng rồi, nhưng mà em cũng thương người yêu mẹ. Vâng. Bây giờ em cảm thấy ngại và buồn chán, tại vì nhà em có quá nhiều tiếng tăm. Nếu mà em nghĩ là em cứ ở trong cái làng xã này thì ai cũng biết, nhưng gia đình em rồi thì chả ai muốn yêu em. Vâng. Thế là em muốn là mình đi làm xa đi. Hiện tại em đang đi làm cách nhà khoảng 10 cây số, bình thường thì em vẫn đi xe máy vậy. Vâng. Bây giờ thì em muốn đi ở trọ, thì em nghĩ là mới đi xa thì em mới có thể quen biết, thì người ta không biết người ta cạnh em thì em mới có thể tìm được người yêu. Nhưng mà nếu mà đi làm xa như thế thì không ở nhà thì một mình em ở nhà cũng buồn lắm, bởi vì em gái em thì nó mới lấy chồng xong,
Thế là em không biết phải làm thế nào, em mong các anh chị cho em một lời khuyên ạ. Tức là bố bạn thì mất sớm đúng không? Mẹ bạn thì lại có cái tính rất là lăng nhăng, tức là quan hệ gặp bồ với rất nhiều người đàn ông. Không hẳn là mẹ em có tính lăng nhăng mà bởi vì cuộc sống mẹ em phải làm thế. Tại vì một mình mẹ em nuôi hai đứa. Thế bây giờ còn thế không? Bây giờ thì đỡ rồi. À đỡ rồi, nhưng mà vẫn cặp với một ông có vợ. À thế à. Và cái này thì gọi không phải gọi là tiếng tăm mà là cái điều tiếng không tốt cho gia đình bạn đúng không? Và điều này cũng làm ảnh hưởng đến việc tìm kiếm hạnh phúc của chính bản thân bạn. Và bạn muốn là tách xa hẳn cái gia đình này ra, đi làm ra xa ra để có thể tìm kiếm cái hạnh phúc mới của mình. Thế nhưng mà chính điều này cũng khiến bạn lo lắng là bởi vì nếu mà như vậy thì mẹ sẽ ở mình. Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Ờ chào em. Chào anh ạ. Ừ, bố mất lâu chưa em? Bố em mất được chục năm rồi. À thế à? Cái hồi là em còn bé, lỗ hơn chục tuổi đúng không? Vâng, vâng. Ừ. Có bao giờ em nói chuyện với mẹ về cái lo lắng của mình không? Ví dụ như là chắc mẹ thì bây giờ thì độ ngoài 40 thôi phải không? Vâng, vâng đúng ạ. Ừ. Mẹ có ý định lấy chồng không? Hay là mẹ lo cho hai đứa xong rồi mẹ mới lấy? Em cũng khuyên nhiều mẹ em bảo rồi là nếu hồi xưa bọn em còn bé thì mẹ em làm như thế thì em cũng có thể chấp nhận được bởi vì cuộc sống. Còn bây giờ thì bọn em cũng lớn hết rồi, em gái mình lấy chồng rồi, em thì cũng đi làm kiếm được ra tiền rồi nên là cũng chẳng cần phải nhờ đến ai hoặc quan hệ với ai để có tiền nữa. Thế là cứ bảo mẹ em là nếu mà tìm được người là tốt thì đấy, thì sau này bọn em cũng đi lấy chồng hết rồi, mẹ em nhà mình cũng buồn lắm. Nhưng mà mẹ em thì cứ gọi là bây giờ đã lỡ dở rồi thì cứ kệ như thế thôi. Mới lại mẹ bảo là lấy chồng đâu phải đơn giản, có nhiều cái lắm thì không ai có thể chấp nhận được mình như thế này đấy ạ. Rồi đúng, mẹ nói hoàn toàn chính xác. Nhiều khi tuổi ngoài 40 phụ nữ rồi lại một nách hai con gái đều lấy chồng rồi, tuổi xuân đâu có còn một cái gì đấy để mà ấy nữa. Người ta có thể quý mến mẹ ở một lúc nào đó, một giờ hay là một ngày, chứ còn thì yêu thương trọn đời chắc cũng không phải dễ dàng gì. Mẹ là cái người mà cũng đã trong cuộc, đã cân nhắc. Tuy nhiên thì muốn nói đầu tiên với em rằng hết sức thông cảm với mẹ, bởi vì mẹ cũng cực kỳ vất vả và rất là khổ mới phải làm như thế. Chứ còn thì bất cứ một người phụ nữ nào cũng mong muốn có một cái gia đình tử tế đàng hoàng mà được kính trọng, rồi con cái không phải lo lắng hổ thẹn gì về bản thân mình. Thứ nhất là em đừng có quá lo lắng về cái chuyện lấy chồng, bởi vì em gái em nó còn lấy chồng được rồi. Thì mình cũng sẽ được như thế. Nếu mà vì tai tiếng thì chắc là cả hai chị em phải ế cơ, đúng không? Thế nhưng mà em gái em thì nó sinh gái em mới lại nó đi làm thì nó quen một anh ở xa lắm. Nên là anh không biết rõ hoàn cảnh gia đình em ấy, mới lại tại vì anh ấy yêu lắm, mới lại bố mẹ anh cũng không ở gần nên là cũng không rõ được. Thì anh ấy thì là yêu nó thì có thể chấp nhận được nó, nhưng mà em nghĩ nếu như một người nào ở cùng làng em thì là yêu em có thể chấp nhận được em, nhưng mà liệu bố mẹ họ có thể thông cảm và chấp nhận được em không, nên là em thôi. Thì bây giờ này có ba việc em cần phải làm này. Vâng. Một là không rời khỏi nhà ra trọ ở bên ngoài, bởi vì không ở đâu an toàn bằng ở nhà mình. Tất nhiên có những điều em chưa hài lòng, chưa thật sự vui với mẹ, nhưng mẹ là người thương và quý em nhất. Lúc em không có cơm ăn thì mẹ lo, lúc em ốm mẹ chăm, và em về đến nhà mình em thấy nó thanh thản lắm. Chứ còn bây giờ em một mình con gái thuê trọ ở nơi khác, em sẽ có cơ hội có nhiều anh đến tìm hiểu. Nhưng cái nhiều ấy cũng là một trong những cái rất là bí cho mình. Một buổi tối 4-5 anh cùng quý, rồi là hẹn hò, rồi vân vân, rồi mình thì đang trẻ, người non dạ, rồi xảy ra chuyện nọ chuyện kia. Nói chung là thế này, những cái người mà người ta không có gia đình ấy, người ta chỉ khát khao có được gia đình, dù một mẫu gia đình thôi cũng được. Thế thì mình đang có gia đình, đừng có tách ra, trừ có là nếu như chẳng hạn như em lại phải đi xin được việc ở xa, cách hàng trăm cây số thì không nói làm gì, chứ cách 10 cây số thì gắng về nhà để có mẹ có con. Đấy là việc đầu tiên. Cái thứ hai là ở nơi làm việc thì em tích đừng có nghĩ những chuyện là mình mặc cảm rằng là gia đình mình thế nọ kia. Mình cứ sống thế nào tử tế với mọi người, quan tâm đến mọi người, mở rộng các mối quan hệ giao tiếp để cho mọi người quý mình. Khi mà người ta đã quý rồi thì người ta sau này chẳng may người ta có biết được cái gia cảnh của mình thế. À thôi tùy chứ, đấy mẹ hoàn cảnh như thế thế, chứ còn con bé này tiếp xúc với nó thấy nó tử tế đàng hoàng, nó nghiêm túc lắm, nó thế nọ thế kia. Thế cho nên là mình vẫn là điều cơ bản, đúng không? Đấy là điều thứ hai. Và điều thứ ba là nói với mẹ thì ngại. Em còn bà ngoại không? Còn ạ. Ừ, còn có dì, có bác không? Vâng, có. Con gái gì ấy?
Vâng. Em nói chuyện với bà ngoại hoặc nói chuyện với bác gái hoặc gì rằng con cũng biết là thương mẹ con hoàn cảnh như thế, nhưng mà bây giờ chúng con đều lớn rồi, sắp lấy chồng rồi, thật nói chung là ở làng mình hay là ở địa phương mình đấy, nhà con nhiều khi nó cũng mang tiếng đến nọ thế kia, người ta bảo là lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, ai người ta muốn tìm hiểu mình, người ta cũng bảo ôi rồi mẹ nó thế, biết đâu con nó cũng vậy, rồi mọi nữa ảnh hưởng con, cho nên là con lạc phận làm con, con nói thì sợ là mẹ con lại bảo là trứng khôn hơn vịt. Thế thì bà lúc nào bà tâm sự và nói với mẹ con, hoặc là gì nói với mẹ con, để mẹ con tất nhiên là không phải là cắt đứt mọi mối quan hệ, nhưng mà cũng có chừng có mực và cũng kín đáo khéo léo, đừng có nay ông này mai ông khác rồi dân làng đều biết, đúng không? Thế còn cái chuyện tình cảm là cái chuyện nhu cầu mà khó mà có thể bảo là mẹ ơi mẹ nhịn đi để con lấy chồng, đúng không? Thế nhá, thế thì đấy là ba cái việc, và cũng đừng có quá lo lắng, bởi vì nhớ rằng cô em đã còn lấy chồng được thì nó có thể sinh hơn mình, thì nhưng mà mình có thể lại còn dễ thương hay là thông minh hơn nó hay chín chắn hơn nó, ai cũng có cái duyên riêng của mình, không có lo gì đâu nhá. Có ba việc cần làm nhá. Vâng, xin cảm ơn anh Đoàn, xin chào bạn nhé. Vâng, ạ. Chúng ta cùng kết thúc chương trình hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Vâng, em đây ạ. À vâng, có nghĩa là em muốn hỏi là em là có quen một cô gái ấy, là 16 tuổi, em có quan hệ với cô ấy rồi. Quan hệ cái gì? Về tình dục ạ. À, dưới 16 tuổi, bạn có biết nếu mà quan hệ tình dục với một cô gái dưới 16 tuổi là có thể bị truy tố đấy. Vâng ạ, nhưng mà cô ấy quen một phần với em một chút rượu nữa anh ạ. Rồi, thế bây giờ làm sao? Có nghĩa là em thì hôm nay em cũng có tuổi rồi, em 28 rồi cơ. Vâng. Và em có làm một công ty đấy thì này, làm công ty này ngay cô mẹ của cô bé này. Rồi. Mẹ cô bé này là 36 tuổi gì đấy. Thế à? Em, mình chồng thì chồng bỏ đấy, chỉ có hai mẹ con thôi. Thế là chỉ cái cô này có làm cùng phòng mà. Thế là cô có tình cảm với em đấy. Vâng. Không vài lần rủ em đi uống nước này nọ. Vâng. Rồi là cũng thân mật mà bạn đi chơi này, âu yếm này, còn cô bé kia thì là hôm ấy này muốn ra về gặp mẹ đấy. Vâng. Thì em không ngờ này, cả cái người nào cùng em anh ạ. Vâng. Bây giờ em không biết là phải lên như nào đó. Thế cái hôm mà cái cô gái 16 tuổi dẫn bạn về ra mắt mẹ cô ý thì bạn mới biết là chính cái người mà thích bạn ấy là mẹ cô gái này đúng không? Vâng ạ. Thế phản ứng của họ nào? Thì tại vì thì là hai người không biết là thì không biết cô mẹ nên là thì mẹ con bé biết thôi. Vâng. Là cô bé thì không biết là em quan hệ với mẹ đấy. Ừ. Bây giờ em không biết là như thế nào anh ạ. Tóm lại bạn đã từng quan hệ tình dục với cả hai mẹ con của cô ta. Vâng ạ. Hả? Vâng ạ. Thế á? Vâng ạ. Thì bây giờ không biết được cái bây giờ như thế rồi em phải như thế nào anh? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Em 28 tuổi đúng không? Vâng ạ. Chắc cao to đẹp trai lắm hả? Vâng, em cao 1m81, nặng 67 cân ạ. Gần 70 ạ. Rồi, riêng cái đoạn hai mẹ con cùng thích là đã có thể lấy rồi. Em có vợ chưa? Em chưa anh ạ. Thế hả? Chắc là chẳng định lấy một trong hai mẹ con đi đâu đúng không? Em thực sự là cái người con kia thì là em thì là... Người con thì còn bé quá và mẹ thì hơi già. Vâng, đấy là khó vậy anh ạ. Thế cho nên là chắc là trong đầu em không có ý định lựa chọn ai làm vợ trong tương lai. Mà chỉ là thôi thì, đấy, nó nôm na là có quan hệ tình dục thôi, phải không? Mình có thể nói thẳng với nhau như thế, mình biết mục đích thì em đã hỏi ý kiến là phải làm như thế nào. Thế cho nên nghĩa là loại trừ cái trường hợp là chọn một trong hai người ấy để yêu, để lấy làm vợ, phải không? Thế bây giờ chỉ còn cái đoạn là chơi. Còn cái cô bắt em nữa em này nọ ấy, tại vì cô bé đấy mà anh mà bỏ em này nọ ấy thì em sẽ từ này nọ ấy. Ừ, thế thì mẹ có hứa thế, mẹ có bao giờ dọa rằng nếu mà em bỏ chị thì chị cũng tự tử không? Cô người mẹ kia thì là em thì là tại vì người ta lớn tuổi gì đấy. Ừ. Một phần là cô chưa tốt tình cảm ấy. Ừ. Nên là cô này rất thật lòng nên em giờ em khó. Thôi thế này em ạ. Thật lòng thì đúng rồi, người ta phải thật lòng thì người ta mới cho một cái thằng ít tuổi hơn mình làm cái trò đó. Thế nhưng phải quý lắm, hoặc là người ta cũng khát khao lắm, người ta mới nhắm mắt làm liều. Chứ còn thì cũng một người đàng hoàng, hoặc là nếu như người ta có điều kiện để mà có người đàn ông tử tế, chắc người ta cũng không vơ đến mình, đúng không? Mình cũng chẳng là gì. Thôi thì mình nó là cái dạng cơm nguội, đỡ khi đói lòng. Một người phụ nữ ở cái tuổi sồn sồn như vậy, nó cũng có những khát khao thiếu thốn. Và mình thì để làm một cái thanh niên trông nó cũng khỏe một tí thì có thể là đỡ cho cô được một chút này khác.
Thế thì không tham được. Trong trường hợp này, bỏ bà mẹ để mà chơi cô con hay là rút lui không chơi cô con, chỉ chơi bà mẹ cũng đều không tốt. Bởi vì trong trường hợp này, em đều xác định là không làm gì hai mẹ con để mà tiến tới xa, chỉ là cái việc mà qua đường hoặc chơi bời hoặc cái này cái khác, đúng không? Em dây là một trong hai người cũng sớm muộn nó cũng lộ ra. Tất nhiên về mặt đạo đức không nói làm gì rồi, cái lương tâm sẽ mọi người tự dằn vặt. Thế nhưng mà về mặt pháp luật như anh Văn ban nãy có nói, em với một cô con gái, dù cô là người chủ động, dù cô là người hiến dâng, cô có dưới danh nghĩa yêu đương rồi tự nguyện, thì quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi cũng có thể truy tố trước pháp luật. Bởi vì tất nhiên là trong lúc này thì em đang rất là băn khoăn, bởi vì tự nhiên có một món lời mà cả hai nơi cùng dâng hiến thì bỏ thì cũng tiếc thật. Nhưng mà mình phải nghĩ tương lai về sau, mình còn trẻ thế này, mình còn dài, mình có điều kiện có thể có vợ, có con đàng hoàng tử tế, chứ không phải lại vơ bèo và tép đến mức độ là một cái cô có gạ hoặc là một đứa cháu trẻ con, đúng không? Cái kiên quyết ở trong lòng mới là quan trọng nhá. Thế còn thì anh đã nói rồi, giãn dần dần từ từ, nước vẫn uống, đi chơi vẫn chơi, nhưng mà mình phải tự từ chối dần những cái chuyện như thế kia, bởi vì nó quá là đến tí, người thiệt hại cũng là mình, vì mình còn tương lai, còn người ta chả còn gì mà mất nữa nhé. Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Hy vọng bạn sẽ theo anh nhá, quyết định cái đường đi của mình một cách sáng suốt.